Mở cửa coi. Quán mà đóng cửa vậy? Giống quán tù quá vậy? Mở cửa coi. Chị Cúc qua. Chị Cúc qua. Chị Cúc qua. Em kêu chị á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi Cúc qua không? Cúc qua nó hiền lành quá mà. Cậu nghe giọng tôi không? Mở cửa coi. Tôi là Tào Thị. Không phải, chị là Cúc Hoa. Tôi là Tào Thị. Trời ơi, Tào Thị khác chị ơi, em biết chắc chắn chị là Cúc Hoa. Thôi mệt quá, rồi, rồi. Tôi họ Tào, tên là Cúc Hoa vậy đi à, vậy là hai trong một gom vô chung luôn đó hả Tào chị? Tào Thị Cúc Hoa. Chị ơi, chị Cúc Hoa nó hiền lắm chị ơi. Không có phải mà giữ với chị đâu, vừa thấy chị chửi xả vô quán người ta vậy đó. Giờ muốn hiền phải không? Ừ. 30 giây. Mở cửa coi. Chị hay quá chị ơi, hiền dữ gì chị làm cũng được hết á hả? Giờ vậy nè, chị có thể làm lúc hai cái luôn được không? Hai trạng thái đó luôn cho người ta sợ chơi. Được. Hiền nè. Mở cửa coi. Dữ nè. Mở cửa coi. Hiền nè. Mở cửa. Hiền hơn nữa. Hiền mà đau khổ luôn. Mở cửa giùm em đi. Hiền nữa được không? Khóc lóc luôn á. Giữ, giữ. Ba người giùm tao ba. Chị, em tin được chị ơi, em tin chị đó. Bây giờ chị là vừa Tào Thị vừa là Cúc Hoa luôn đó không chị? Nhưng mà em vẫn thích chị là Cúc Hoa hơn nha. Ủa mà chị đến đây làm chi vậy? Chị nghe nói là cái quán này nè bán quán, cho nên chị tới chị mua quán. Ủa kì. Cái quán này người ta bán đồ ăn, sao chị vô chị mua quán người ta? Ai mà biết đâu, nghe đồn là quán này là bán đồ ăn, nhưng mà chuẩn bị bán quán. Chị tới đây chị mua quán. Vậy thì em xin mời chị quay mặt lại đó. Rồi bây giờ chị sẽ kêu người ta mở cửa với chị, mà chị chơi nhẹ nhàng thôi người ta mới mở. Nhẹ nhàng nó không mở là ta dùng vũ lực đó. Dạ. Mở cửa đi. Trời ơi, mở lẹ đi bà, phá quán bây giờ. Mở cửa. Mời chị. Dạ. Trời, tướng tôi sang quá, ngồi quán tre sao trời. Không có ghế dựa hả cưng? Trời ơi, không phải khách. Thị. Ôi, thị nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay là tao đi vay tiền góp. Tao đi đòi tiền góp, cho nên tao phải dựng tóc vậy đó, mà phải sang trọng vậy đó. Trời chứ tao nhớ ơi. Mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Nha, ngồi đây. Biết đầu là đầu câu chuyện, nên hả? Để ăn trầu nói chuyện. Hầu đâu? À, cô chủ kêu con. Mang trầu ra cho cô đi con. Đi. Thị tới rồi con. Chị, em có coi chuyện, em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Phải không? Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao á. Chị là Tào Thị Cúc Hoa. À, Tào Lao Cúc Cu. À, Tào Thị Cúc Hoa. Biết phải chị lắm luôn. Phải không? Dạ, dạ, không chủ. Nhanh đi con. Con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng chịu quá. Dạ. Chị mời, chị Tào Lao Cúc Cu ăn trầu. Dạ, món này món ha, quán phải. Cái quy luật đầu tiên không, quán này là vô quán ăn này trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ăn xã giao thôi chị. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng dạ. Đúng rồi. Ăn này. Là mình ăn xã giao. Trầu mà. Chị là cặn mới vậy, cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Ăn gì chị? Nhai hết luôn, nhai hết luôn. Ủa mày khùng hả? Ta ăn xã giao để tôi nhai hết. Ăn thử cho biết với người ta. Ăn xả ra nè. Rồi thôi được rồi, thời gian trời rồi. Trời ơi có luôn đây nè, cái này chùi miệng nè. Săn sóc cho chị Tào Lao Cúc Cu tới nơi luôn. Tào Thị Cúc qua má. À. Đó, thấy trời chưa? Cũng sành ăn quá chứ ta. Trời ơi, Thị mà. Thị nhớ không? Nói là cái hoa hậu ao làng gì đó. Ừ. Thị nói là hôm nay qua bên đây nè. Để nói cho tôi biết là Thị đã chuẩn bị tới đâu đó Thi Hoa Hậu Ao Làng. Chị thi luôn hả?
Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không phải gì mà chị không dám hết á. Chị em nghe nói bây giờ mốt bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mốt bây giờ là cái mốt là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này phí mãi chị luôn nè. Cái gì vậy? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo khoái liền. Đúng rồi, chị tại răng tôi trắng quá, tôi không có đậu hoa hậu, được, không có thi hoa hậu. Được mà chị. Phải chị làm răng đen. Mô đen, mô đen. Chị cứ nghe ngay, em làm đó. Đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đó. Quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi. Được chứ. Nghe nói á là thị nổi tiếng nhất làng này á, muốn nón quay thao, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thao. Hai anh chị muốn quay thao. Chuẩn bị nón quay thao ra đây cho thị. Hai anh chị vậy luôn. Trời ơi, cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xương nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị. Múa đi thị. Được hết mà, tới hội quán rồi được hết. Biết nè, cái gì đâu mà múa. Thị ra đi múa. Con, mở nhạc. Quay thao đi. Trời ơi, bữa nay tàu lao muốn quay thao kìa. Thấy chưa con, đẹp chưa? Rồi múa với cái thao đi, múa với cái quay thao đi. Trời ơi, trời ơi, hay quá vậy. Chân đứng còn được, vẫn còn được. Hay quá. Cười đâu. Cười lên thì thấy hoa hậu là phải cười đó. Hay quá, hay quá. Chị là vô hồng chung kết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này cho đi, cô rồi. Rồi cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè, đố chị tàu thị nè. Bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai vậy? Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chắc chồng tao gì vậy? Hả? Bà ba. Tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người có cái bóp? Bao nhiêu tiền luôn? Bao nhiêu tiền làm gì? Vợ hết rồi còn cái bóp làm cái gì? Người đàn ông ra đường không cần chạy bóp luôn hả? Sao? Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó thị. Ông chủ. Trời ơi, sao vậy? Rất đẹp mà. Mày giả là anh kia em. Trời ơi. Ê, tại sao tới đây làm cái gì? Tới mù quá. Mấy cái gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba tránh ra cái gì bạn con mà ba đang làm cái gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Hả? Không. Thì là bạn của con. Ừ? Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy. Không quen nào, con không biết. Không gì lại kìa, lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa? Anh chị người lớn mà. Không biết gì đâu. Răng cổ em sao vậy? Anh khốn nạn nó vẽ lên á cho em đâu. Trời ơi, tôi dám làm gì à? Nó nói nó vừa nó biểu em qua vượt thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Hả? Thôi giờ về đi. Giờ anh thấy là chết. Về vậy? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tụi nghi ngờ đó. Thôi đi về đi. Không, em mới về. Ủa ông chủ. Thầy. Thầy. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy thầy? Trời ơi, đi qua đi. Mặt bạch thi hoa hậu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi. Bữa nay tôi mới bắt tận tay. Tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không. Tôi tủ tay biết không. Trời ơi, ông cái gì vậy thầy? Thầy là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ôi định hả? Bà chủ, là sao bà chủ? Mày em thì là gì? Mày em. Chị bắn con mắt của chị ra. Bắn con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra, vừa bắn vừa hả ra. Rồi chị coi tôi với chị ai đẹp hơn. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông đi ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị. Hai người gian díu với nhau từ hồi nào? Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất, chị trẻ thứ nhì chị đẹp em. Nhưng mà điều em đọc. Ôi chỗ ác lắm á, đọc ác. Trời ơi, bây giờ là cuối cùng là sao? Là anh, cuối cùng anh là... biết, anh biết là em đẹp, em trẻ hơn.
Nhưng mà Thị đây á hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông, còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì? Tên gì? Em tên Hoa, Tào Thị Cúc Hoa. Hoa. Tào Thị Cúc Hoa, hồi nãy ông kêu bạn kêu bằng Thị hả? Thị. Đó, nói cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi, đúng không? Bà là Tào Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Cái tên của bà là đã là chứ cái chữ lót của tôi mà vòng vàng đeo trên người cũng bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì? Bà chủ hộp nhiều bà hơn không? Trời ơi, bà chủ bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi voi bà là tôi là em mình tính em ơi, không làm bà đi. Tạm tạm, má bạn dữ quá. Sắp chết rồi, trời ơi. Ông phải tới chứ. Trời lên tới rồi. Các người làm gì mà ồn ào ra thôn xóm như vậy? Ta nghe lính trang nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xe cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ, thương ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy, trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt vải hả? Dạ. Tao không có một miếng vàng, trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Dạ không có. Tào lao, ủa Tào Thị bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào Thị? Một, hai, ba đứa đó ăn hiếp mình em. Ba người này dám ăn hiếp Thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm, ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo chứ phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi. Nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Ơi, thì gá à? Quang ơi Quang, hèn gì dụ dỗ chồng con đó Quang. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn Quang ơi. Tại sao không biết đổi gu, ăn mỡ hoài không thích ăn xương đi. Trời ơi, Quang làm em khó nghĩ quá Quang ơi. Cái em đổi gu quá Quang. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi, chồng của tôi đầu áp tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy? Mở cho nó mập. Chưa bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Ăn rồi có cái tay không mà để cho nó gói. Mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết. Dạ. Quán xá này ta niêm phong lại hết. Đi quên. Sao vậy ta quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì? Ủa gì kì vậy? Ai làm chủ? Quán là sao? Tao làm chủ. Tại sao kì vậy? Quán mà muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Ủa? Trời ơi. Quan là quan, quan làm chủ, quan muốn làm gì làm phải không quan? Ừ. Dạ, giờ thôi bây giờ xin mời quan đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? À? Dạ, rồi thôi giờ dậy đi ha. Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ, cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Bạn của em. Bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa, giờ theo tôi đi qua chỗ khác tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Quan làm cái gì vậy? Dạ rồi, đây. Chỉ là Quan muốn làm gì làm hả? Mời Quan, dạ mời Quan, mời Tào Thị Cúc Hoa. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp tục mà buôn bán. Dạ, Quan vô không có gỡ rối được mà nó rối bùng binh hơn nữa. Dạ thưa Quan, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc Hoa đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra, cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc Hoa phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Cúc Hoa, Phương Dung và ông Quan. Không giải quyết được chuyện gì hết, hoài lên. Không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy để cho Tào Thị đi chỗ khác.
rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này. Chứ không phải là không có cơ ấy, cái đó là ý của ta. Trời, cái thâm ý quan sâu quá, tìm hiểu không có được. Sâu lắm, đào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin mời anh chị. Cái bà Tàu Thị mới vô bà làm da can mình rối ren quá. Thấy ghê quá à. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho người ta. Làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói nha. Đóng cửa nói cái gì? Trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói con hốt bà luôn hả? Má dữ quá phải không nha. Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi, chuẩn bị. Mà nói cái gì? Trong bóng đêm, tôi tưởng có một người ra hiếp. Trời ơi, mặt cuối cùng là ông, đúng không? Mơ mộng hảo quyền. Tuổi này mà ai thèm ngó tới bà. Bà đi đâu? Bà đi đâu mà tới giờ này mới về? Thì tôi đi đâu? Thì tôi nửa đêm tôi đi mần việc được không? Bà mần việc tới nửa đêm nửa khuya bà mới về? Thì nói chung là tôi mần việc rồi nửa đêm xong rồi bắt đầu tôi rảnh rang rồi mấy bà bạn rủ tôi đi uống cà phê. Cái gì? Uống cà phê? Em đi cà phê hay là đi đó đen cờ bạc? Em đi cà phê hay là mê tiếng lên sập sám hả? Tôi đi cà phê lo làm ăn với chị hàng xóm. Tôi đi kiếm tiền xây mái nhà thiệt đẹp cho anh. Xây mái nhà thiệt đẹp, xây cái nhà bự vậy đó, vậy mà không ai dám ở hết trơn, phải chui vô cái chòi này ở. Giỏi quá. Xây cái nhà mà thiệt đẹp cho anh mà không ở được là vì sao? Vì thằng chồng tôi đó. Cái gì? Tối ngày đi nhậu nhẹt rồi ở xỉn say rồi không có lo làm ăn, rồi bây giờ mới đi ra cái chòi ở, rồi cái nhà thiệt thì không có điện được ở. Trời ơi, mà nói cái gì? Chứ tôi hỏi ông mới đi đâu về? Ông đi đâu? Tôi đi gặp chiến hữu, bạn công chuyện là làm việc. Ủa, đi chiến hữu, bạn công chuyện làm việc. Trời ơi, chiến hữu làm bạn việc gì vậy? Cho tôi ngửi cái mùi cái gì? Làm ăn hả? Trời ơi, làm ăn gì mà chiến hữu gì mà ta nói về mùi tàn hủ hèm không vậy? Hả? Bà đừng có kiếm chuyện. Bà đừng có kiếm chuyện với tôi nha. Bà là nè, vợ mà không ra vợ, mẹ cũng không ra mẹ, tối ngày đi nhông nhỏng ngoài đường cờ bạc ha. Con trời cái không có lo dạy dỗ gì hết trơn hết rồi. Trời ơi, ông nói tôi mà sao ông nghĩ ông đi? Ông có thằng chồng mà không có ra thằng chồng. Trời ơi, cha mà không có ra cha. Xong bây giờ bày đặt đổ trách nhiệm cho tôi. Ủa, bộ con là con tôi hả? Tôi tự có, tôi tự đẻ hả? Bộ ông không có cổ phần ở trong hả? Nói ông biết nha, đứa con á mà có được là ông là cổ phần chính. Cái gì? Cái gì? Hôm nay là gì? Lộ hết cái bí mật ra thấy không? Tôi là cổ đông chính. Vậy là có cổ đông phụ hả? Thằng nào? Trời ơi trời, cha này say xỉn ăn nói tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy gì chính miệng mà nói à? Tôi nói cái cổ đông phụ là tôi ha, ha. Tôi là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Còn ông là cái cổ đông chính ha. À, rồi bây giờ rồi ông nói không lo cho con. Ủa sao ông lo cho con đi rồi giờ ông nói tôi? Đừng có nói gì nữa. Tôi nói thiệt mà. Tôi biết bà mà lấy bà mà cuộc đời tôi nó thê thảm xuống dốc gì. Tôi không có thèm lấy bà đâu. Tôi nói thiệt với ông á nha. Tôi mà biết cái cuộc đời tôi ngày nay mà tôi lấy ông mà tôi nông nổi như vậy hả? Tôi không thèm ở với ông, tôi không lấy ông đâu ha. Tôi thiệt á. Mỗi lần tôi nhìn cái mặt ông là tôi nhớ người yêu cũ tôi à. Ai? Anh Hưng đó. Hưng nào? Anh Hưng người yêu cũ tôi ngày xưa không nhớ hả? Ông Hưng à? Đàm Vĩnh Hưng đó.
Cái gì? Trời ơi, tôi lấy Đàm Vĩnh Hưng có phải sướng không? Trời ơi, tao nói tiền mang về vợ xài. Có ngày đi cờ bạc đã. Trời cờ bạc riết. Lấy ông nói ông họ hàng với Tài. Trời ơi, về nói thì ông giống như Chí Cốt vậy. Trời ơi, tôi thôi bà ơi. Cốt con ra nghèo mạt rệp. Cái con người cờ bạc cái đầu óc không bao giờ tỉnh táo. Đàm Vĩnh Hưng nào mà ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng cái thằng sửa xe đạp đầu hẻm cái gì. Tào lao. Thì đúng thiệt. Rồi, nó sửa xe đạp nhưng mà nó có cái tên Đàm Vĩnh Hưng là thấy nó sang chảnh rồi. Ôi bà ơi, nó lấy nó thần tượng ông Hưng rồi, ông biết từ Đàm nó lấy Đàm Vĩnh Hưng. Còn tôi đây nè, thay gì mà tôi lấy bà, tôi lấy Mỹ Tâm là tôi sướng rồi. Vậy? Trời ơi, nghe tôi nói tôi yêu Đàm Vĩnh Hưng, cái giờ lấy Mỹ Tâm ra so sánh hả? Tôi sao? Trời ơi, con Mỹ Tâm mà bán bún riêu đầu ngõ đó hả? Gì? Trời ơi, tao nói ngày nào nó bán cũng ế hết trơn á, nó ăn bún riêu, nó bỏ mắm tôm vô, tao nói đi ngang qua mà cái miệng nó mùi mắm tôm không à. Ok, thôi thôi vậy đó mà nó còn kiếm ra tiền. Trời. Còn bài về mà phá sản hết. Trời nhà bự mà không được ở là sao? Quá khó ngại. Cái đó là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Đừng nói nhiều. Con cái đâu? Giờ này tôi đi khuya rồi, đi học hành gì này chưa thấy mặt mũi nó là sao? Nó đâu rồi? Ủa? Ông hỏi nó đâu rồi sao rồi tôi biết được. Tôi cũng phải đi làm việc tối ngày sáng đêm. Ông là cha, là trụ cột chánh trong nhà này. Sao ông cai quản, ông coi con ông ở đâu rồi ông hỏi tôi. Sao tôi biết đâu tôi trả lời. Làm mẹ là phải lo cho con. Mẹ. Ông làm cha là phải lo cho con. Kêu tôi lo ngoài xã hội, ở nhà là phải phụ nữ phải lo. Đừng có nói nhiều chuyện. Mấy cái chuyện con cái rồi bếp núc rồi là đàn ông phải lo. Còn đàn bà phải đi ra ngoài trụ cột kiếm tiền. Đây, bây giờ tôi phải đi kiếm tiền. Trời ơi. Đi ra mà cũng bỏ bộ bài vô. Tôi đây. Trời ơi, từ cái bộ bài này nó mới ra tiền. Ông hiểu không? Tôi phải chơi bài rồi nó mới có vận may, rồi cái tiền nó mới vô trong nhà mình. Ông hiểu không? À, ông nói chuyện mà đó. Hai bữa nay ông đi đâu? Ông có về nhà hả? Ha. Mở miệng ra là biết cái người phụ nữ không có quan tâm tới chồng. Ai nói bà tôi đi 2 ngày? Tôi đi tới 3 ngày rồi đó. Bà cứ lo cờ bà không có nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, ông đi 3 ngày hả? Vậy chứng tỏ tôi phải đi 4 ngày, tôi mới không biết ông đi 3 ngày. Trời ơi, không có nói chuyện với bà nữa. Tôi cũng không nói chuyện. Kiếm thằng con coi nó giờ này ở đâu rồi. Tự ông đi tìm thằng con, ông đi tìm con mà. Hả? Đây, bà đâu có trong này không vậy? Tí ơi. Tí à. Mày có chỗ không mày? Tí ơi. Ông ơi, chủ nợ tới. Trời ông ơi, chạy trốn ông ơi. Trời ơi, chủ nợ tới tìm ông ơi. Chạy. Ê, mày không vậy? Dạ. Ê, bà ơi. Dạ. Đâu rồi? Chúng thằng Tư Thẹo vậy? Cái càng Tư Thẹo đó quà không? Trời, tôi chết rồi ông ơi. Tư Thẹo, trời ơi, ông nợ nần nó dữ lắm phải không? Tôi cũng nợ nần nữa. Ông ơi, bên đường. Thằng nào vô đập cửa vậy? Dạ, không có. Tụi em lỡ tay, tụi em gõ cửa nhẹ mà không ngờ là cái tiếng cửa nó thành là đập cửa mạnh. Anh Tư Thẹo tha cho em, anh Tư Thẹo ơi. Không phải là Tư Thẹo. Ai ông bà đâu rồi? Dạ, anh Tư Thẹo ơi, anh Tư Thẹo tha cho tụi em đi. Tụi em biết là thiếu nợ anh rồi, từ từ để em đi chơi bài rồi em gỡ từ từ em trả. Chơi bài hả? Hai người chúng kỹ quá hả? Dạ. Khó tìm ghê vậy đó. Dạ. Ngồi tự nhiên đi. Trời ơi, thường trước khi nó giết này cho ăn nhậu mỡ lắm. À, vậy hả? Ông trời, chết okay. Rồi. Kêu ngồi không? Ngồi đi bà ơi. Dạ, nói nhiều. Dạ. Ngồi đi ba, ngồi đi. Dạ. Ngồi thẳng lên coi. Dạ, tôi giờ thẳng không nổi. Tôi xương dạ. Khóc rồi, nó gần nó rút hết trơn. Dạ, ông dám ngẩng mặt lên nhìn anh rồi anh giết của em.
Anh tha cho tụi em đi anh ơi. Ai ngồi ngẩn lên nhìn ngươi. Dạ không dám đâu. Dạ không dám. Sao là dám mà ngẩn lên. Ghê quá. Dạ ghê quá em không dám dạ. Không nhìn hồi lóc da hai người đang phơi. Dạ 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 dạ. Dạ dạ em nhìn liền dạ. Thấy rõ à. Dạ. Ê sao nó giống bằng thằng Tý con mình vậy? Tý con mình á. Tý hả con? Tý hả? Tư ơi. Con làm gì mà mặt con băng keo không vậy? Con bị gì vậy con? Con bị gì vậy con? Hả? Con bị gì vậy? Mặt con bị gì vậy? Con bị té hố bom đâu mà trời ơi mặt kỳ cục vậy con? Con đua xe. Ừ sao mày đi đua xe chi vậy? Trời đua xe chi vậy mày con? Cá độ nữa phải không? Cá độ đâu? Trong trường con dạy bộ môn mới á. Môn gì? Cái môn gì? Này là nó phát triển tư duy đầu óc lắm luôn á bà má. Môn gì? Môn gì? Đánh đề đánh bài. Trời ơi. Trời. Cái con lại đây má dạy nè. Má nói con nghe. Má là má đẻ ra con. Má dạy con một điều là cờ bạc là bác thằng bằng. Con không có được chơi bài nghe chưa. Trời ơi con chơi bài như vậy là đời nó mạt xuống lỗ luôn. Là mạt rệp là chui trong nhà tranh vách đất vậy mà ở luôn đó. Ủa bà dạy nó là bà đang muốn ám chỉ ai vậy? Ai? Bà chứ ai? Nè mày đang cầm cái gì đó? Mày đang muốn cái gì đó? Bà không biết hả? Cái gì? Trời ơi, dân nhậu này nhậu nửa bùa. Nhìn vô là biết liền rồi. Nè. Trời ơi, mới bị lớn uống rượu luôn kìa. Trời đất ơi, sao mày hư quá vậy? Tại sao mày dám uống rượu chứ? Tao dạy này sao? Không được rượu chè. Rượu chè là một thứ tệ nạn xã hội. Nó sẽ dẫn tới cái gì? Đổ vỡ gia đình, hiểu chưa? Trời ơi, ông nói không gì được. Là, ông nói gì là ông nói ai vậy? Ông nói ai vậy? Tôi nói ai kệ tôi. Ba má, con xí cái nha. Gì vậy? Gì? Bây giờ ở nhà to đùng vậy nè. À. Mà mình không được vô ở. Mình ở cái chòi bé xíu vậy nè. Mà mắc nợ nữa. Đấy, ba má cãi nhau kiểu đó chủ nợ nghe là sao? Rồi từ từ ba với má kiếm tiền gỡ ra rồi xong về chùa căn nhà cho con ở. Mà riêng con á là con không có được làm vậy. Rồi con đi cờ bạc rồi con còn nhậu nhẹt nó trời ở nhà mình mạt nữa sao lo con? Học hành chăm chỉ. Lo nha, học tôi giỏi, nghe chưa? Đúng rồi ba, con học giỏi quá trời luôn á. À. Nên con bị đuổi học luôn rồi. Cái gì? Ủa cái gì vậy? Hồi nào? Ba má lo quýnh bài nhậu miết có biết con sao đâu. Trời ơi. Tại sao mày bị đuổi học chứ? Không phải. Vấn đề là ba má cả năm nay không có đóng tiền học cho con. Ờ đúng rồi. Trời. Bà. Sao bà là mẹ bà không có lo ba cái chuyện đó. Tôi đi làm cả ngày tôi đâu có để ý mấy cái chuyện mà tiền học phí của nó. Ông là cha. Ông là cái người đàn ông trụ cột gia đình. Ông có trách nhiệm ông đi kiếm tiền và ông nuôi con ông. Chứ tại sao bây giờ ông nói tôi. Bà im đi. Trụ cột mà đi ra đường làm việc. Tay dài. Tôi chỉ có nhiệm vụ là tôi đẻ thôi. Làm sao mà tôi lo được con cho ông. Bà cũng là người phụ nữ. Không giống ai chừng. Ông là người đàn ông bất tài. Bà im đi. Ba má đừng có cãi nhau nữa. Nãy giờ con ngủ một giấc là con linh tính của con là thằng chủ nợ nó sắp tới đó. Trời ơi trời con ơi con đừng nói. Trời ơi mày sao mà nói chuyện xui xẻo con vậy mày. Chuyện xui xẻo quá. Mày đừng có nói chuyện vậy trời ơi con ơi Tý ơi. Cái gì vậy? Đứa nào ta cũng ghé hết. Ê khi giọng sao giống thằng Tư Thẹo bà ơi. Hả? Tư Thẹo. Tư Thẹo tới không? Bây giờ chuột. Quán ba má còn con sao? Con ở lại con đứng con lãnh nợ giùm má. Đứng lại. Trễ rồi chết rồi. Trời ơi chết rồi ông ơi. Giờ đi đường nào đi ông? Nếu đã biết trước có ngày hôm nay, tại sao các người lại gây nên nghiệp báo? Dạ. Em sao? Vậy nè ba má em núp ở đây nè. Hả? Trời ơi con chỉ chỗ đây chứ. Sao? Hai người còn gì để nói nữa? Dạ em không có lời gì để nói hết trơn á. Anh Tư à? Dạ em là anh Tư. Anh Tư bỏ qua cho tụi em đi, nợ nần thì từ từ trả. Em không trả được kiếp này, kiếp sau em trả được anh Tư. Bà đến đi. Dạ. Kiếp này bà không trả kiếp sau tôi chết ai rảnh. Không nói nhiều nữa. Bây giờ nhà cửa của các người, nợ nần của các người tính sao? Dạ. Cái gì vậy? Dạ. Giống cái rượu. Dạ. Chụp một hương trúng hả? Trời ơi, kem hạt làm sao thấy? Dạ anh Tư ơi, anh đi bắt tụi em, anh làm ơn anh để cho mặt nó trống trải rồi mình tím được người chứ bây giờ anh đeo như vậy bịt bùng em cũng thấy mặt anh sao anh thấy được tụi đi em đi. Anh bắt
biết ta tên gì không? Ta tên Tư Thẹo. Cái hỗn danh đó bước ra đường ai cũng biết hết. Cho nên qua ngày hôm nay ta muốn thay đổi cuộc đời của ta đi, nên ta quyết định ta đi thẩm mỹ viện. Vì là... vậy ta sợ mọi người nhìn thấy khuôn mặt mới của ta. Trời che lại như vậy. Sao? Dạ. Biết rồi mày đừng có khêu nữa. Dạ, anh tiền bạc ơi. Sao? Mẹ Tư à. Dạ anh Tư, anh để từ từ em tính. Bây giờ nhà em thì không còn gì để lấy trơn. Đúng rồi, không còn cái gì á. Tôi kiếm nãy giờ không thấy có cái gì quý giá hết. Dạ cũng còn cái quý lắm mà. Dạ còn quý giá anh ạ. Cái gì? Dạ. Cái gì quý giá? Nói. Còn quý giá lắm, anh lấy được là tốt lắm. Cái em nghĩ là anh nên lấy cái quý giá đó về đi. Đâu? Cái gì chỉ coi, cái gì? Đó anh không thấy sao? Đâu? Đó. Đâu? Đó. Cái gì? Anh dạch cái màn anh mới thấy được, anh đeo cái màn bịt bụng quá sao thấy. Đâu cái gì, cái gì? Đây nè. Đâu? Em nè. À. Anh hút em về đi. Đâu hút? Tôi hút bà này về làm cái gì trời? Bà điên hả bà? Bà để về được hả bà? Ôi ơi, bà này ném gì là cái đồ cũ, cái đồ quý cái gì? Dạ. Thôi được rồi, không sao đâu anh Tư. Sao? Đồ cũ xài đỡ đi anh Tư. Trời ơi. Tư ông nữa hả? Anh nói giỡn thôi. Nói gì mà mình nói gì được hả? Anh nói giỡn thôi. Vợ chồng mà anh... nói gì được anh... hả? Anh sợ ông quá. Ông đừng có nói cái chữ đồ cũ. Chứ ông gì? Mà nói cái gì cho nó sang chảnh một chút. Nói đồ sao? Gì? Đồ cổ. À. Đây nè, hai vợ chồng môn phái cổ mộ im lặng nghe tôi nói. Dạ. Sao nếu mà hai người không trả tiền cho tôi thì 1000 đàn em của tôi đứng ngoài kia. Hả? Cái gì? Đàn vô. Đàn em lận hả? Trời ơi. Tôi 1000 đàn em lận. Trời ơi, đông vậy. Đông quá vậy. Trời ơi, tôi sợ quá. Ủa, anh Tư ơi, anh Tư. Cái gì? Dạ. Ủa, ở trong xã mình hình như đếm tổng cộng thì dân số có tới 300 mà. Là 1000 ở đâu dữ vậy? Ba xã nó dồn lại một chỗ. Hả? À. Trời ơi. Bây giờ thì sao không trả nó càng cho nó đạp hết đó, bây giờ trả không? Bà ơi, kiếm cái gì đưa cho anh Tư đi. Trong nhà còn giữ gì không? Nữ trang mà còn gì không? Còn á, trời ông nhắc mới nhớ. Nhà mình còn một viên kim cương đen ông ơi. Hả? Còn một viên kim cương đen của cái thời ông có nội ông để lại. Trời, cái đó quý lắm ông ơi. Đâu hả bà? Có mình có kim cương đen. Anh Tư, lúc mà bây giờ anh làm em quýnh quán quá, em sực nhớ ra nhà em có một viên kim cương đen. Đâu? Mà chồng em giữ nha. Chồng em giữ mà đen thui. Cất ở đâu mà sao không biết? Ôi mà ổng giữ mà quý lắm mà đen bóng lưỡng luôn. Bóng lưỡng luôn. Mà anh Tư mà cầm cái đó ra bán tao có tiền không anh Tư ơi? Vậy hả? Đâu chỗ nào? Chồng em giữ. Cất ở đâu? Anh đưa cho tôi. Giữ rồi đâu? Trời, anh giữ mà. Tôi đâu có giữ đâu. Ra đi. Dạ. Ổng giữ. Em không giữ anh Tư ơi. Đưa ra lẹ lên đâu? Đây. Dạ. Ông nói đi, bà quan kia. Ông nói ông giấu cái hộp của ông ở đâu, ông móc ra đây cho tôi coi nè. Ông lấy cái hộp đưa cho ông đi, ông giữ mà. Tôi làm gì có cái hộp này? Ông có. Không có anh Tư ơi. Bà nói có cái hộp đen. Không có, không có bà anh Tư. Có cái hộp đen đâu? Không có. Có mà. Ở đâu? Nó nằm trên mặt ông ấy nè. Mày quý lắm. Mày dẫn mặt cái tôi hả? Này gọi là kim cương đen đó. Kim cương đen cái này là một vui. Bà con dân gian người ta gọi là con que chó. Trời dạ. Bà giỡn chi anh Tư, anh giận lên rồi kìa. Không nói nữa. Dạ. Nãy giờ bà nói là tôi nực lắm rồi. Trời ơi, sao anh Tư? Bà tính tôi lột da tôi lại chỗ không? Cái gì vậy Tư? Sao anh Hiền vậy? Giờ anh lột da. Gặp em gặp hai cái bà mà giỡn nhây vậy là em quất rồi đó. Đúng rồi. Mày nhắc tao bây giờ phải quất. Trời ơi, tới. Phải quất. Xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ là ba mẹ. Con thợ là con thợ. Coi như là tình nghĩa chấm dứt. Quất đi anh. Trời cái gì vậy? Trời sao mình đẻ con ra mà bây giờ nó phản chủ vậy? Bây giờ đi sao ơi? Bây giờ chị con ơi, xin con thông báo với ba mẹ được biết, từ giờ trở đi con gia nhập vào băng nhóm Tư Thẹo. Hả? Có nghĩa gì? Đại nghĩa diệt thân. Bây giờ sao? Không trả bao tôi kêu 1000 anh em. Không cái gì? 1001 anh em chạy vô dặm liền. Thêm nữa rồi. Anh em. Trời ơi, trời ơi, tôi đẻ thằng con nó bất hiếu quá. 1001 anh em. Bà nghe tôi nói, bây giờ vậy. Bây giờ sao không? Mình phải tìm cách để chạy thoát. Chạy thoát. Bây giờ vậy. Tôi ở lại, tôi cản đường đó, bà chạy đi. Thấy chưa? Sao? Chồng tôi. Sao trong giây phút này tôi mới biết được cái tình yêu của ông thể hiện dành cho tôi. Ông yêu tôi. Tôi sao? Ông nói ông ở đây ông hy sinh vì tôi, ông chết để mà cho tôi chạy. Trong cảnh này tôi mới biết tình yêu này. Tôi không có chạy đâu. Hả? Tôi không có chạy đâu. Bà chạy đi. Không, tôi sống chết với ông mà tôi không có chạy đâu. Bà không chạy phải không? Sống cùng sống, chết cùng chết mà tôi ở lại đây. Bà sao? Hứa phải không? Đúng rồi. Thì thôi bà ở lại đi, tôi chạy. Trời ơi. Trả
chạy hả? Sao ông bà tưởng là ông bà chạy khỏi chỗ này được hả? Không có chỗ nữa chạy. 1000 anh em tôi bu xung quanh như kiến rồi. Thậm chí có con chốt thí đó đứng này nó canh nãy giờ nữa. Ông bà tin tôi lấy rượu tôi phun trái hai ông bà không? Cái gì? Bây giờ chạy không? Anh Tư Tèo ơi, anh cắn rừng cắn cỏ anh xin anh. Này ra. Anh đừng có bắt tụi em mà. Ủa, hai người phải thề với trời đất hứa như thế nào? Dạ. Từ nay dạ con xin hứa. Hứa gì? Con sẽ không có cờ bạc nữa. Con sẽ lo tu tỉnh làm ăn để cho có tiền rồi trả nợ cho anh Tư Thẹo. Anh Tư Thẹo đừng kéo ngàn quân vô dẫm đạp trà đẹp tụi em giống như là voi dày ngựa xéo anh Tư ơi. À, còn cha kia nữa. Dạ dạ em cũng vậy. Em hứa em không có nhậu nhẹt nữa. Em lo làm ăn đàng hoàng để kiếm tiền về trả nợ cho anh Tư. Mấy người đơn giản quá. Sao? Thề đi. Hai người thề đi. Dạ, em thề. Thề đi. Dạ, thề. Yeah. Xin thề hay quá. Trời ơi. Tao nóng quá mày ơi. Trời đất ơi, khổ ghê vậy. Nói rồi, sợ ba má mày nhìn thấy mặt tao. Lấy cái đồ quỷ này chùm chi. Che trời luôn rồi. Hai cái thẹo công trình của tao vẽ từ nãy tới giờ. Trời. Mày là thằng tủn đúng không? Đâu có, hai thẹo, hai thẹo. Tư thẹo của con khỉ. Có thẹo đâu? Hai thẹo à, còn có hai. Mày lấy cái gì mày quét vô mặt mày vậy? Quét lên mày vẽ mày, mày cho mày là hai thẹo hả? À có thằng Tí, con tao mà. Dạ đúng rồi. Chuyện này là sao? Hả? Bà, không phải là do thằng Tuấn đâu. Dạ. Do con hết á. Tại vì thấy ba má suốt ngày nè, uống rượu, đánh bài, đồ nợ nần chồng chất như vậy á. Con phải làm như vậy nè, cho ba má thề với trời đất là không đụng với mấy thứ đó nữa. Không muốn giúp đâu mà, có gì đâu mà chú. Đây nè, thằng con chí hiếu của chú. Trời ơi, nó thương chú quá trời. Nó mới kêu con qua đè đầu cởi cổ chú con. Nó hiểu được cái công chuyện của vợ chồng mình. Mình chơi bài bạc với rượu chè vậy là không được. Tụi nay trở đi ba má sẽ không có chơi bài bạc. Rồi ba không có rượu chè nữa. Con ơi con, sao con xa vô cờ bạc rượu chè chi với ba má? Nhìn cảnh này ba má đau lòng lắm con ơi. Trời ơi ba má, làm gì có rượu chè gì ở đây. Con không có bài bạc luôn. Không có rượu. Ba má nhìn đi, cái này là nước lã. Pha thêm miếng nước đục gì gạo con? Nước dạ nước gạo đó. Trời đất ơi, làm con hết hồn luôn. Hết hồn. Không có bài bạc gì đâu. Cái này á là cái đồ lột bụng cám của tụi con. Bụng cám đó. Trời ơi, tháng này dễ ẹc à. Ây da, trời ơi. Cái gì vậy, cái gì vậy, con bị cái gì nào vậy? Nào mày, xúc cái một rùi nó giống chú á. Nói vậy là... Ôi nãy giờ nó giỡn mình không ơi. Nó giỡn. Giỡn chơi cho vui. Dạ. Trời ơi. Là... Vậy mà làm mất hết thì giờ của tao. Thiệt tình luôn á con, á giỡn chơi bậy làm mất thì giờ của má. Thôi giờ con ở nhà, ông ở nhà tôi đi chơi bài cái. Hả? Đúng rồi, ba cũng phải hẹn mấy chiến hữu nó lỡ cái độ nhậu tao hết trơn cái trầu này. Ba má. Cái gì? Ba má vừa thề thốt cái gì? Ừ. Ba má mà giỡn kiểu này á hả? Là tất cả những cái này á sau này thành thiệt hết đó. Hả? Ôi vậy thôi bỏ ông ơi. Quý vị khán giả thân mến, những làn điệu dân ca luôn luôn mang đến cho tâm hồn chúng ta một sự trải nghiệm thật đầm thắm và dịu dàng. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Tơ Hồng. Chúng ta sẽ lắng tâm hồn mình lại với hai ca khúc Tơ Hồng và Làm Dâu Miệt Vườn của Nhất Sinh và Trương Quang Tuấn. Đặc biệt với sự thể hiện của ca sĩ Dương Đình Trí, ca sĩ Ngọc Liên với phần phụ họa của Vũ đoàn Phương Việt. Anh đến quê em, nơi đây có dòng sông Cầu. Dù ngày hồi liêm anh đã hứa khi xưa, vượt bao đèo cao, bao suối sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em, người em gái, hát câu dân ca. Người ở đừng về. Câu dân ca, ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm. Và hôm nay vào ngày hồi liêm, gặp lại em vẫn như xưa. Vào hồi liêm em mặc áo the, chân đi cuốc mộc đội, nón quai thao em bước qua cầu, hát câu quan họ chung.
tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Về với quê anh có dòng sông Hậu và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm. Từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình. Vắng trên bờ kênh dòng ai hát, con sóc sang sông, rồi sao xô. Em yêu ơi, về quê anh nhé. Mùa gió lên, con nước vơi đầy. Một con sông, ngày đục đêm trong. Một lều tranh, ta sống trăm năm. Về cùng nhau, chia buồn sớt vui. Chung tay xây mộng, mộng ước bấy lâu nay. Thóa mong chờ, cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau. Cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau. Cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Em nè, dạ. Em thấy tấm lòng của anh không? Ở từ miền Bắc xa xôi đó, anh rước em về lại đây làm người con dâu miền Nam rồi. Thì bây giờ em đã là con dâu của miền Nam rồi, ít nhất á em cũng phải nói vài câu tiếng Nam hay là hát vài bài tiếng Nam để cho tía má anh vui lòng. Chứ tía má anh thương em mà em không biết nói tiếng Nam, tía má anh buồn lắm á. Anh làm khó em rồi. Anh không có làm khó, em ráng đi. Anh nói em làm được mà. Em thôi, thôi bây giờ em đừng có nói nữa. Bây giờ em, anh nhớ là em nói em biết hát đúng không? Ừ. Hát một bài cho anh nghe đi, tiếng miền Nam. Anh đừng có chê nhé. Anh không chê đâu. Kiều Giang chờ ai để em chưa theo chàng, rằng tiếp theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông, con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chớ lên đường, nửa câu quan họ thiếp gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang đến quê chồng tấm lòng thủy chung. Qua cầu một phen chim sao lại lớn. Người ơi, làm dấu miệt vườn. Người ơi, ngựa ô tơ hồng. Họ là họ ơi, quan họ theo chồng. Quan họ theo chồng, tình ta mặn nồng trâu cao quân quýnh như bóng với hình đưa nhau dễ dính. Hoa ơi, làm dấu miệt vườn. Thấy chưa, anh nói em ráng được mà. Hát tiếng miền Nam hay quá chừng luôn á. Bây giờ ráng học nói tiếng Nam đi nha. Lại nói. Nói đi, nói, nói. Em sợ. Không có sợ, nói đi. Dạ. Kiều Giang chờ ai để em chưa theo chàng, rằng thiếp theo chàng hướng về đất phương Nam. Đồng xanh mênh mông, con nước xuôi dòng, nơi ấy miệt vườn tình thương mến thương. Lục lạc đồng đen ngựa ô chưa lên đường, nửa câu quan họ thiếp gửi lại quê hương. Nửa câu mang theo qua núi qua đèo, mang đến quê chồng tấm lòng thủy chung. Người ơi, ngựa ô tơ hồng. Họ là họ ơi, họ là họ ơi, quan họ theo chồng. Quan họ theo chồng, tình em một lòng đục trong bên nước. Qua cầu một phen chim sao lại lớn. Người ơi,
như bóng với hình đưa nhau dễ dính khói làm dấu miệt thấy cái áo anh móc ở trong nhà tắm không? Áo nào? Trời ơi, anh mới móc hôm qua mà. Cái áo thun trắng của anh đó. Nè. Trời ơi, không phải cái này. Cái mà có sọc á. Áo thun trắng mà nó sọc á. Hả? Trời đất ơi. Em lo đây luôn đó hả? Mà sao? Sao? Hửi xong chưa? Anh nói gì? Cái gì? Anh mới dùng từ gì? Hửi xong chưa? Anh nhìn vợ của anh sao mà anh dùng cái từ hửi? Anh phải dùng một cái từ nào đó nó hoa mỹ hơn chứ. Sao tự nhiên mà nói người ta mà hửi một cái từ không hoa mỹ gì hết à? Hửi thì anh nói hửi. Có gì đâu mà em thắc mắc. Em không thích dùng cái từ đó, em không thích. À, vậy thì kiểm tra xong chưa? Mệt quá. Ừ, kiểm tra xong chưa? Em hửi xong rồi. Ê. Em ngửi xong rồi. À, yeah, ngửi mới chịu, hửi mới chịu. Nhưng mà làm rồi. Gì mà anh có dễ để ý tới cái đồ đó dữ vậy? Có nghe thấy mùi gì không? Ừ? Mùi gì là mùi gì? Mùi hôi. 2-3 ngày rồi, chưa có giặt. Ủa? Hôi hả? Dơ hả? Ủa, tại sao anh không đi lấy áo mới anh mặc đi? Mắc gì anh cứ lôi cái áo cũ rồi dơ ra anh mặc rồi anh chê nó hôi. Em à, em vô trong nhà phòng ngủ coi, em coi coi. Một đống quần áo, áo thun anh nè. Nhăn nhúm như da mèo vậy đó. Em có chịu giặt đâu. Mà có ủi, không có giặt là lấy gì ủi. Áo mới đâu anh mặc. Em nó tối ngày á, chuyện nhà không có lo là ba cái chuyện tào lao. Kiếm quần áo anh hửi. Sợ em luôn á. Đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì đâu? Cái cục mụn của anh đâu? Cái mụn này thì nó là nặng rồi. Hôm qua rõ ràng một cục mụn chà bá vậy nè. Mà làm sao mà từ hôm qua tới bây giờ mà nó hết mà nó không để lại một cái dấu tích gì hết. Em mà thì anh thấy nó chướng quá thì anh nặng rồi. Hiểu không? Kiểu này là phải có bàn tay của một ai đó nặng cho anh là đúng không? Có bàn tay anh mà nặng là nó tày quầy ra thêm chứ không bao giờ mà nó lành lặn được như vậy hết trơn. Em mà chồng em trời mà... ơi sao cái cục mụn nó nằm ở đây sao mà mọc thêm cái cục này ở đây, làm gì có cái cục này. Trời ơi bà ghen riết là bà bị điên hay sao. Cái mụn này là cái mụn rùi tôi có từ hồi đó tôi mới đẻ tới giờ rồi. Cũng phải không? Ờ sao vậy em, sao vậy? Ghen thiết quá điên. Mệt em luôn. Em không có điên. Em nói cho anh nghe nha. Em ghen không phải là không có cơ sở ha. Với lại anh cũng biết rồi. Không phải là tự nhiên mọi gia đình đều tan nát. Đều có lý do hết. Mà rất là nhiều lý do trong đó là do cái chuyện mà đàn ông đi ra ngoài tòm tèm. Có bồ nhí cho nên em phải phòng. Phòng hơn chữa. Anh hiểu không? Em ơi anh nói thiệt. Ai không biết chồng em không giờ có tánh đó. Thấy không? Anh nói cho em nghe, nếu mà thật sự mà anh có cái tính mà lăng nhăng á thì giờ chỉ có trời biết thôi, thấy không? Chứ em cũng không biết đâu, em đừng có ghen tầm bậy tầm bạ nữa. Anh nói gì? Hả? Ý anh nói rằng là nếu như mà anh có cái chuyện lăng nhăng là chỉ có trời biết, tức là anh khả năng anh giấu cao siêu quá, không một người nào biết, chỉ có anh và trời biết thôi, đúng không? Đúng không? Tức ơi. Là anh đã có một cái mưu đồ gì đó rồi, nhưng mà anh chưa cho em biết thôi, đúng không? Đúng không? Anh đang giấu em, đúng không? Em bình tĩnh đi. Em ngồi xuống đây. Anh chỉ thí dụ thôi, anh nói lý thuyết thôi, chứ chồng em lúc nào cũng thương em nha, yên tâm hả? Em sao ghen riết? Anh thương tôi mà tôi bệnh anh đâu có biết hả? Em bệnh gì? Bệnh à. Em bệnh gì? Viêm xoang mãn tính nè. Trời ơi, viêm xoang mãn tính thì phải rồi, tối ngày có lựa ba cái quần áo của anh hửi riết mà nó không viêm cũng
được uống. Ông đừng dùng từ hửi, tôi không thích. À, ngửi. Ờ. Ừ. Chứ bây giờ bao nhiêu mà con nhỏ đẹp ở ngoài đường, chồng tôi thì đi làm suốt cả ngày, biết đường đâu mà mò, biết đường đâu mà né, tôi phải lo chứ. Ui, yên tâm đi, anh đã nói rồi, anh không có tánh đó mà. Anh không có tánh đó phải không? Ờ. Vậy giờ anh trả lời cho em biết nha. Trả lời gì? Tại sao ngày hôm qua anh về trễ? Anh đi làm ra kẹt xe. Kẹt xe? Anh kẹt xe ở đường nào? Hả? Đường nào? Phường nào? Quận mấy? Thành phố nào? Đất nước nào? Trời ơi, em đánh quá, cái giờ cao điểm là lo. Lái xe về cho lẹ, về nhà, ai mà đi đâu kẹt cái khúc nào? Rồi còn hỏi phường nào, quận nào nữa, em sao rảnh ghê vậy? Vậy tại sao trong cái túi áo của anh nó có khăn giấy? Trời ơi, khăn giấy là tại vì anh ăn cơm xong rồi anh lau miệng cho nó sạch sẽ. Sẵn tiện tay anh bỏ vô túi áo thôi. Ăn cơm ở đâu? Quán nào? Phường nào? Quận mấy? Quá, anh đi ăn cơm với lại mấy người trong cơ quan, được chưa? Ai? Mấy người làm chung. Đàn ông hay là đàn bà? Thì, đàn ông. Thiệt không? Thiệt. Đàn ông hay đàn bà? Hay là bóng gió? Bóng gió làm sao anh biết được? Anh chỉ biết là đàn ông thôi. Không đúng. Gì? Không phải đàn ông. Anh tưởng anh nói dối một cái mà em tin anh hả? Không có đâu ha. Em không có dễ mà tin người như vậy đâu ha. Hôm qua em thấy trong điện thoại anh có một cái tin nhắn ha. Em nghi rồi. Em thấy nó không bình thường rồi. Tụi em ở trên đây nè, anh lên đi nha. Một cái tin nhắn mời gọi rủ rê, quyến rũ. Em gọi lại, cái giọng bắt máy không phải là đàn ông. Cái người đó nó nói tên gì hả? Người em nói chuyện đó tên gì? Ngọc. Ngọc hả? Ngọc thì làm sao là đàn ông được? Ôi chết rồi. Trời đúng không? Ơi em ơi, em ghen quá. Trời ơi, Ngọc là cái tên cái anh làm chung văn phòng với anh đó. Tại sao đàn ông tên Ngọc? Trời ơi, cái bà này có vô duyên. Cha mẹ người ta muốn đặt tên ra, người ta là tên gì, chuyện của cha mẹ người ta chứ em. Tôi không thích. Cái gì em thích? Tôi không thích đàn ông tên Ngọc. Cái gì vậy? Đàn ông phải có tên, một cái tên gì đó. Thấy nó giống như là, giống như tên anh vậy đó. Nó phải khởi, nó phải khào, nó phải như thế nào, nó mạnh mẽ. Chứ tên Ngọc là tên của đàn bà, đúng em không? Em ơi, cái đó là anh đã nói rồi. Ông muốn lấy tên gì thì ông lên lấy. Như em nè. Em tên Chi. Chi. Chi Chi Chi. Thôi bỏ đi. Em thiệt ra đó, tên của em là Chí, nghe không? Mà tại em sợ ta chọc em mới dơ, em mới đổi là Chi. Thôi anh vô duyên quá. Em đã không thích nhắc lại tên anh, nhắc lại anh Chi vậy? Hả? Em nó ngang quá. Tên Ngọc là tên cha mẹ tao đặt tên đàn ông, cứ cãi nói đàn bà hoài. Em mệt thiệt. Mệt quá, tôi bệnh mà. Cái gì? Tôi bệnh mà, không có thương tôi. Nè, biết tại sao bị bệnh không? Cái bệnh ghen là một chuyện rất bình thường. Rất bình thường. Ghen quá, sanh ra bệnh. Thấy không? Mà cứ nghĩ chồng ngoại tình đó, rồi cứ sanh bệnh. Thật ra là cái bệnh ghen của em đâu phải là cái bệnh mà H5N1 đó mà thấy mà em lo. Thấy không? Thôi được rồi, chuyện em mệt quá, thôi đi làm đó. Anh đi đâu? Hả? Anh tại đi sao làm? Hôm nay anh đi làm? Hôm nay ngày thường, tại sao anh đi làm? Có xuống con vợ tôi đã bị sao, em sao vậy em? Ra đây coi, em bị gì vậy? Trời đất ơi. Thì ngày thường mới đi làm, chứ cuối tuần là nó nhà với em rồi. Em bị sao vậy? Em quên. Nó chưa ghen quá là đâm quá đi, thấy chưa? Mà đi làm đúng không? Anh đi làm. Con lấy áo ấm cho anh đi. Anh đứng yên đó đi. Mà nó thử nữa. Cái gì vậy? Coi coi có xịt dầu thơm không? Mùi bình thường, anh cứ mặc những cái đồ cũ, đồ dơ đi, nó hôi rình rồi anh mới được đi làm. Trời ơi. Anh sợ em luôn rồi đó. Thôi được rồi, đi làm nha. Đứng đó. Chuyện gì nữa? Anh làm gì mà anh đi gấp gáp vậy? Anh đi làm tôi trễ giờ rồi. Đi làm thì cũng phải mặc áo ấm chứ. Trời, lạnh như vậy rồi hả? Ủa lộn. Trời ơi. Lạnh rồi anh đi rồi bệnh rồi sao hả? Rồi, rồi, ai rồi. Lo cho? Rồi rồi. Trời ơi. Đó. Mình à. Nói rồi đó nha. Làm gì thì làm, mày biết nghĩ tới gia đình con cái. Vợ ở nhà bị bệnh nó biết chưa? Ừ. Mệt quá, giữ ấm cơ thể giùm tôi cái. Đừng có đi ra ngoài đường mà như vậy. Lạnh rồi là. Cái gì vậy? Ủa. Xin lỗi. Thôi. Em làm gì em siết như vậy? Em muốn giết anh hả? Không có, em sợ anh lạnh. Lạnh em phải làm vậy cho anh ấm. Vừa vừa.
vậy được chưa? Ờ, đẹp đẹp. Ừ, thôi thắt vô cái nơ đi cho người ta nghĩ mình bóng rồi, không có con nào nó dính vô, đúng không? Giỡn hoài, không biết gì. Đi làm về sớm phải không? Rồi anh đi á. Anh đi đâu vậy? Thì đi làm. Sao anh đi vội vàng vậy? Thì anh nói rồi. Ủa ghê vậy đó. Đó, được chưa? Không có thật lòng. Ừ? Anh phải hôn sâu vô, nồng cháy vô. Để đi. Mày kêu tôi làm nữa kìa. Ừ. Ừ, ít nhất cũng phải vậy. Đi ha. Ừ. Đi. À. Có sao không? Cảm ơn Khởi. Ừ. Ủa đi làm ha. À đi làm nha. Ở nhà tôi chỉ... Cảm ơn Khởi. Ăn nha. Đi ạ. Chi? Lại đây, tôi nói mày nghe chuyện này nè. Lại lên, lại lên. Gì vậy? Sáng sớm có chuyện rồi hả? Sao vậy? Sao vậy? Chị, sao vậy? Ổng á. Sao? Lâu chưa? Vụ gì? Ổng á. À, lâu rồi. Tao không ngờ luôn á. Nó giống như một cái gì nó bất ngờ hay sao á. Tao bây giờ tao nghĩ là tao còn bủng rủng tay chân mà. Bữa đó như là tình cờ mày. Tình cờ thôi chứ không phải là cố ý nha. Nhưng mà nó dính sâu luôn hay sao mà tao để ý tao thấy. Công nhận chồng mày gan quá gan rồi. Gan quá. Ông làm cái gì mày? Hả? Gì? Ông đã làm cái gì mày? Gì làm gì ta? Ông rờ mó sờ sẩm hay là ông đã cưỡng hiếp mày rồi? Cái gì? Mày điên hả? Gì liên quan tới tao nữa? Ông làm cái gì mày đúng không? Mày nói là ông gan quá, tức là ông đã đi lố cái giới hạn cho phép rồi đúng không? Nín đi bà nội. Nói cho mày nghe nha. Mà tại sao mày như vậy? Chết rồi. Ôi mày điên rồi hả? Mày cái gì? Đồ ăn đẩy ngoài đường mày không ăn, mày vô mày cướp đồ ăn trong nhà tao. Trời ơi nè, má ơi má, mà tỉnh lại má nghe con nói nè má. Chồng má không có đẹp trai nha. Mày ảo tưởng chồng mày quá à. Mà anh có bụng rùi duyên. Tao nói thiệt cái chồng mày chỉ được cái là cái mặt giống giống với Tài thôi, tao nói thiệt á. Chứ ngoài đâu không được cái gì nữa trơn á. Nhưng mà tại sao bây giờ ok, bây giờ mày chồng đến... tao, chồng tao như vậy thì thôi bây giờ đó là lỗi của chồng tao, nhưng mà mày, mày có quyền từ chối. Tại sao mày không từ chối? Mày nín, mày nghe tao nói. Xin lỗi nha, tao từng tuổi này tao chưa có chồng mà tao lựa chọn kỹ lắm. Tao ở giá cũng được mà không bao giờ tới phiên chồng mày đâu nha. Nè, tao nói mày biết, tao là thánh nữ. Tao là thánh nữ cái vùng đất cao nguyên này mày biết mà, đúng không? Đâu có ai mà ở không mà đeo như tao vậy. Ha. Nè, du lời du đã núi, du lời du em đẹp, du lời du. Đó, cái đó mới là sở trường của tao. Nha, hiểu không? Con chồng mày bích cửa rồi nha. Nhiều khi bữa nay chồng tao đổi gu. Thôi tự nhiên thích cái khu rừng rú hay sao? Tao nói mày nghe nha. Bây giờ tao tin mày, nhưng mà tao dặn mày là không bao giờ. Trời ơi, mày biết tao mua bao nhiêu tiền không? Con quỷ này tao mua ở chợ Đà Lạt, con quỷ này thiệt á. Thôi luôn rồi, để tao mua bù cho mày cái nhẫn khác. Nhưng mà tao dặn mày nha, dù cho chồng tao có say xỉn hay có như thế nào thì mày cũng không bao giờ được rỡ tới chồng tao, mày biết chưa? Nên! Mày điên vừa phải thôi. Mày ghen không phải là ghen với tao. Tao không phải đối tượng mày ghen, mày phải ghen với con quỷ khác. Tao chỉ là người đến đây cung cấp thông tin cho mày thôi. Con nào? Mệt quá à, từ nãy giờ nó dần dập tôi. Con nào? Bây giờ mày bình tĩnh chưa? Mày phải bình tĩnh là tao mới kể mày nghe được. Rồi, uống nước đi, bình tĩnh lại. Uống vô. Rồi, lẹ lên, ngồi xuống. Nè, mày nghe tao nè. Hồi hôm qua, tao nói tình cờ là sao? Tao tình cờ tao đi ngoài đường, tao thấy chồng mày đang chạy chiếc xe máy. Tự nhiên từ đằng sau xuất hiện một con nhỏ. Tao nói nó đẹp, dễ sợ đẹp mà nó trẻ hơn mày luôn. Thiệt, chồng tao đi đằng trước, con nhỏ nó đi đằng sau. Đúng rồi, nó chạy một chiếc xe riêng, chứ không phải đường hội chung nha. Sợ thiên hạ thấy, sợ thiên hạ biết, cho nên là mới tách nhau ra. Không, nửa đi trước nửa đi sau đúng không? Mày bình tĩnh mày nghe tao nói. Chồng mày đang đi, một con nhỏ chạy lên. Nhỏ trẻ lắm, trẻ măng à.
chồng tao đi trước, con nhỏ đó đi sau. Sau đó là chồng tao tới cái khách sạn đó, rồi con nhỏ đó mới tới sau. Hẹn nhau ở trong cái khách sạn đó, book hai cái phòng khác nhau. Sau đó rồi đi vô, một lúc sau khi yên vậy không thấy ai có cái gì hết, rồi mới đi vô chung một cái phòng, đúng không? Đúng không? Mày kể luôn đi. Tao thấy không như mày thấy, mày kể luôn đi. Mày phải bình tĩnh, mày nghe tao nói hết. Chưa gì hết là ghen ghen rồi. Rồi được rồi, nói đi. Chồng mày đang chạy ngoài trước, một con nhỏ chạy ngoài sau. Nó trẻ măng. Nhỏ nó trẻ lắm. Trẻ cỡ nào? Theo như cái sự suy đoán của tao thì nó chừng 4 tuổi. Nó chạy chiếc xe đạp mini lên. Chồng mày quay qua nhìn nó liền mày. Xong rồi nhỏ đi luôn. Đi luôn. Ủa là sao? Tao nói tao tao phải dẫn vô. Mà kể một câu chuyện mình phải có dẫn, xong rồi thân bài kết bài, hiểu không? Cái đó là mở bài thôi. Con nhỏ sau mới có vấn đề nè. Trời ơi, sao không nói luôn con nhỏ sau đi? Không không, tao kể đầu đuôi lắm. Nè, con nhỏ sau nè, chồng mày đang chạy tiếp. Ừ. Tự nhiên con nhỏ ngoài sau mày ơi, nó lấn lên, nó ép vô chồng mày. Chồng mày lách ra, nhỏ ép vô, rồi dính luôn. Không, ổng lách ra. Chồng mày kiên định lắm, ổng lách ra. Cái nhỏ té, ổng đỡ. Không, không đỡ, chồng mày chạy luôn. Chồng mày thì không có lăn xíu nào chứ, chồng chạy luôn mày. Trời ơi, tao không ngờ luôn á. Con người đàn ông mà không hề ga lăn chút xíu nào luôn. Rồi có liên quan gì tới nhau không? Không, nhỏ đó chưa, nhỏ sao? Trời ơi, nói luôn cái con nhỏ cuối cùng đi. Con nhỏ nào mà dính vô đó, hiểu không? À, con nhỏ dính vô đúng không? Ừ. Là nó chạy lên, nó thấy chồng mày. Ừ. Tao thấy họ nói cái gì đó. Chồng mày quay qua cười nó một cái. Xong rồi hai đứa sát vô tới vậy nè. Tao thấy nghi rồi, tao muốn chạy lên, tao nghe lén phải không? Tao chạy lên tới nơi, hai người tẻ ra hai hướng, tao đứng chơi dời một mình luôn mày. Nhưng mà tao bảo đảm có vấn đề, tao bảo đảm có vấn đề. Tại sao hai người cười với nhau giữa đường giữa xá, đúng không? Vì vậy tao nghi là đúng mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nha. Chim xoan mãn tính. Lên cơn rồi. Chi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ làm sao, bây giờ làm sao đây? Nè, bình tĩnh nha. Chết rồi, đúng rồi. Thôi, mày nghe tao nè, Tao bồ rồi mày biết không? Rồi bây giờ làm sao đây? Chi. Bây giờ mày bình tĩnh, mày đi theo tao. Đi đâu? Quýnh ghen. Anh, dạo này làm gì mà bận hoài, đi đâu vậy? Đúng rồi, đúng cái tướng đó đúng không mày? Cái áo phải của chồng mày không? Đúng rồi, cái áo đó sáng nay mặc nè. Có thắt thêm cái khăn màu tím, mày ra coi phải có cái khăn màu tím không? Dạ. Thắt nơ. Nào á, dẫn em đi chơi nha. Hay là mình đổi không khí đi. Mình ra bãi biển, mình mặc bikini á. Nào, bãi biển. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ sao? Vậy là ổng á. Chưa mà mày vô mày quýnh cho tao. Mày vô mày quýnh ngang liền cho tao. Anh không dám quýnh. Đi quá mày quýnh đi. Mày phải nắm cái đầu nó nè. Giở ngược lên. Xong mày lấy cái tay mày chấn chỏ nó thôi. Nó quýnh ngược lại mày. Mày hiểu không? Quýnh vậy tao chết rồi sao? Mày đi nó chết đâu. Hứa nha, dẫn em đi chơi nha. Nó hứa đi. Chị ơi, tính tiền chị. Tính tiền hết rồi kìa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ một là mày quýnh, hai là tao quýnh giùm mày. Không dám quýnh, tao sợ công an bắt lắm. Mày yên tâm, để tao quýnh, có gì tao nhận cho nha. Để tao quýnh cho. Đúng ra mày đừng có bệnh rịnh tao quá. Mày quýnh tao làm sao bây giờ? Trời ơi, mày nhịn tao hoài, sao tao quýnh ra? Bây giờ mày, thôi mày quýnh giùm đi. Quýnh giùm đi. Quýnh ra. Hung rồi kìa. Con mày... Con là mày. Xin lỗi nha. Em có sao không? Em quánh có sao không? Em với Nga làm cái gì vậy? Chết cha lộn rồi mày ơi. Hả? Lộn gì? Sao giống y chang vậy? Bây giờ nói chuyện đã chưa? Bây giờ tới biên tôi xử nè. Biết vợ chồng tụi tôi tốn bao nhiêu tiền thẩm mỹ không? Bây giờ quánh lỗ mũi bả méo luôn rồi. Tôi hỏi nè, tự nhiên hai cô tự nhiên đâu mà nhào
vậy? Xin lỗi chị, em lộn người, em tưởng đâu là em xin lỗi. Lộn kìa. Tại vì anh nghe em lộn phải không? Giống y chang luôn á. Lộn mà lớn vậy? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy, tự nhiên vô đánh tôi vậy hả? Nè tôi nói cho mấy con nghe nha, tôi không có hiền đâu nè, giờ sao đụng sao? Đụng sao giờ sao? Giờ muốn đánh sao? Đụng đánh không? Giờ sao? Bây giờ đưa lên công an, không nói nhiều nữa. Cái này là nhầm lẫn thôi. Chạy đi. Hai người bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, bà đó nha. Bà về đó, tôi liên vậy bà. Nghe bay với bà không à? Liên vậy đi. Vợ con gì mà kỳ cục quá. Làm tốt lắm. Trời ơi. Chi, đừng dọn nữa mà, Chi. Mày đi đi, mày ra khỏi nhà tao đi, mày đừng có vô nhà tao nữa. Trời, tao đâu biết đâu Chi, giờ sao giờ? Tại mày á, tại sao mày không khuyên tao, tự nhiên bây giờ mày bắt tao đi đánh game rồi bây giờ gia đình tao tan nát rồi, mày thấy chưa? Tao hối hận lắm, chuyện này thật sự tao hối hận lắm Chi, giờ tao xin lỗi, mày đừng giận tao nữa Chi. Chi, bây giờ gia đình tao tan nát giờ mày tính sao? Bây giờ anh bỏ tao á rồi mày tính sao? Bây giờ lỡ bỏ rồi thôi bỏ luôn đi chứ giờ hết duyên. Không, nhiều khi hết duyên hết nợ rồi bây giờ mình cố gắng gượng ép thì mà thôi. Chị bình tĩnh lại. Chi bị gì? Tao bệnh mà Trời ơi, thôi tao xin lỗi mày, mày đừng làm vậy, mày đừng khóc nữa, tao buồn lắm luôn á. Mày đi đi thôi, coi như là tao với mày không quen nhau, không phải là bạn bè, bởi vì bạn bè sẽ không có làm cho gia đình của người ta tan nát như vậy. Mày đi đi. Tao có một mình mày làm bạn à, mà giờ mày cũng không nhìn tao nữa, tao biết đi đâu về đâu bây giờ. Mang phù vân thiên tử, vi vu vu chúc lâm thiên tử. Đi ra chúc lâm thiên tử giùm tao luôn đi. Mày ma tao thiệt hả? Không. Mang hồ con thêm tử. Anh nghe, khởi nghe. Vậy mà nói không có gì, tới bây giờ vẫn nói dối tôi mà. Anh Khởi ơi, thôi bây giờ mọi chuyện dở lỡ hết rồi, anh nói thiệt với vợ anh về chuyện của chúng mình đi anh. Bây giờ đằng nào cũng tan nát hết rồi, đằng nào cũng coi như là chia tay cũng ly dị hết rồi, có gì thì nói hết đi, nói hết một lần rồi thôi, rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa. Đúng rồi, chuyện của chúng mình á cứ nói thiệt cho Chi biết đi anh. Chi à, em đừng có khóc nữa, nghe anh nói nè. Anh hiểu, tại vì em yêu anh nên em mới ghen, nhưng mà tại vì em ghen quá mức, anh không thể nào chịu nổi nữa, cho nên á là cái chuyện giữa anh với cô Nga không phải là cái chuyện tình cảm nhăn nhăn bậy bạ, mà là anh với cổ hợp tác lại. Câu kết. Hợp tác thôi, nó câu kết nghe thấy ghê quá. Ồ, vậy hả? Dạ. Là sao? Mới mượn lập ra một cái mưu kế để cho em sáng mắt ra, thấy cái ghen tầm bậy tầm bạ không phải là hay đâu. Nói chung là chúng tôi đã cấu kết với nhau lập ra một âm mưu khủng khiếp để cho mày sáng mắt ra là ghen có thể phá nát hạnh phúc gia đình. Đúng. Chứ tao với ổng, xin lỗi mày, từ đầu tao đã nói rồi nha, ổng chỉ được cái gương mặt giống giống Chí Tài thôi, còn tao là thánh nữ nè. Ru lời ru đã nói, ru lời ru em đềm. Thôi, giờ này mà còn rừng rú gì nữa. Như vậy là mày xạo tao. Thiệt. À không, xạo. Ừ, xạo. Vậy là anh xạo em. À không, anh không xạo, anh nói dối thôi. Là hai người cùng nói dối. Hai người cùng lừa tôi đúng không? Không phải lừa em mà làm cho em sáng tỏ vấn đề ra. Tốt thôi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy là chuyện của hai người là không có gì hết. Không má ơi má. Vậy là chuyện của quán cà phê cũng không có gì hết. Là không có gì hết không? Không có gì hết. Thế Tiên, Bá Khánh, Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng, Thanh Giang, Bánh Bèo với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Hey! Hey!
tụ đen điền âm dương hòa hợp long lân quy bổn cùng thiên thừa dẫn dẫn hóa mất khôn thăng huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey, hey, đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À, xin lỗi hiền đệ. Hey, hey, sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp. Và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại sư phụ. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ, Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Ra. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ấy dạ sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ. Ta nói sai người phải cãi. Ai bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư dạ. Phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, giờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha ngươi là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. À, rồi bảo làm sao? À, rồi cha ngươi à, thơ bảo tá, thơ bảo ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha ngươi cũng chết trong cô độc. Ngươi muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. À, ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người, người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ sư phụ. Ờ, ê sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Ê à, sư huynh hả? À, sư huynh hãy cho đệ đi cùng sư huynh, đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. À! Cha, đại mà huynh cũng giết. Huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, độc cô cầu dược. À! Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi.
ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy Độc Cô Cầu Dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Thật ra môn phái mà vang danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đồ. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đồ, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Là môn phái gian danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái Nói Mi. Ông Huynh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu. Chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ai chà, ông Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ai chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác. Thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà đã không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây da, phái thiếu nhi xin chào phái Nói Mì. Phái thiếu nhi xin chào phái Karaoke Ôm. Phái Karaoke Ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái Nói Mì. Ây da, phái Nói Mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê, nhìn đi. Cái gì? Ở mặt trời đã lên cao, ở bình minh lên đời, gà trống đã gáy, ở trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. Được. Nó có bằng chải không có kem mà cho xin một miếng được không? Nay da tôi tự xài đi xin cái gì trời đó coi. À, Quỳnh à, có thể cho mượn cái đầu nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Ờ vậy thôi, cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy hồn. Ây da, thấy hồn. Ấy, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt nó cay là nó chết thôi. Ai thì nó cao thủ là cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ấy da, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi. Ai hớt tay trên ta? Người hớt tay trên của phái Nói Mì không ai khác chính là Độc Cô Cầu Dược. Ấy da, là ai? Là ai? Ấy da, các huynh đệ à, hình như là có thích khách đó. Phải rồi. Thích khách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tiệt chiêu của phái Nói Mì ta. Tiệt chiêu Mì Dân Sen. Ai da, Mi Văn Sen là cái gì? Mi Văn Sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Dạ. Ai sắp hàng kìa. Dạ. Xích vô chút nữa. Anh làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nghe. Ai da, thiệt là ê chê, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da, sao mà được hả? Thôi tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân?
Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử thúi không biết lớn nhỏ là gì. Đúng rồi. Ba đại môn phái Nhi Ơ Mi đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó ạ. Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu. Tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ê da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Ở qua bịt mắt giùm coi nè. Ai da, cầm đi, cầm đi. Bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử đi, bịt mắt lại nè. Thử nó đi. Ai đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Đối mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? À, một đồng. Ơ, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó đang gì vậy hả? Mày chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáng được chứ. Bây giờ đổi đi, đợi chút xíu, để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền không hả? Chị này tiền nhiều quá đi hả? Có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền đây giải thích một chút xíu. Giải thích sao quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại. Phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao tại tiền polymer đó. À đúng rồi, hợp lý hả? Hợp lý hả? Hay quá, hay quá, hay quá. Sẽ bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ, một tờ. Rồi, tất cả mọi người hãy tập trung. Hãy tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi 500 ngàn. Ôi da, 500 ngàn thôi. Một tờ, em một tờ lại đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi hả? Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Ở tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Ở cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai, 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 sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng xê, cá xê phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, tiền là hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó có thời điểm này, sao có xài polymer được đâu hả? Ây dạ. Ây dạ, trả nè. Ây dạ, ây dạ, ây dạ, trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây dạ, trả cho tao đi hả? Cái này mũi này còn yêu nghề nữa. Ok đi, ây dạ, ây dạ. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Đúng rồi. Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Ây dạ, ngày hôm nay nhận đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi à? Còn có cách rồi, còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Ây dạ, không được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Ây dạ, có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, nó cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Sư phụ bị máu chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem cô đây. Ây da, con cắt rồi kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Không ơi, còn khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ hả? Đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái show đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo, không chơi nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Trò gì đây? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. Cũng được ạ. Cũng được đi. Ây da, xin giới thiệu với ba sư phụ, đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm
7-7-49 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống à. Nó không được đâu. Phái nói mì ta uống rượu là rụng lông mì đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là đành mạnh. Chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. Các sư phụ thật là nhát quá. Đây bây giờ, bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đâu ba. Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó. Không phải lông não đâu, mùi tôm tịch hình như là trong tủ lạnh đó. Vậy hả, anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bôi chắc ở trong tủ sắt đó hả? À, được, được. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, làm sao mà xỉn đó. Ây da, ở đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu xỉn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? À, bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? À, được, được, bây giờ con bị trước cho, tại con ra đó. Ồ, sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ai da. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Sai rồi. Ai vô bị đi. Bị đi mà. Ai vô bị đi. Tao vô liền luôn đi. Mà mấy mão khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống màu lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ai ta? Ai ta? Ai làm vậy? Ai sai rồi. Ai da? Thôi thôi không đánh đi. Ai da làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai da đâu hết rồi, đánh đi mà. Ai sao hồi hộp quá vậy? Xe tan đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh cùng gian ân u cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh. Cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Chúc anh là ai da, ai da, ai da, ai da. Ở chơi nữa đi con à. Ở chơi nữa đi con đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Cái tên tiểu tử đuối này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó. Đúng rồi, đúng rồi. Không có trí tuệ nữa đó. Ây da, hôm nay ta đã hứng khởi dâng chào. Ta quyết định sẽ dạy cho con một tiệc chiêu võ thuật bí truyền. À, cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên Overquyền. Ủa, Overquyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ây da. Ví dụ ta đánh con một cái, hai. Nó không đau. Nó không đau, đúng rồi. Ô vợ quyền. Ây da, cho tôi lùi lại. Ây da, cho tôi lùi lại. Hay quá. Hiểu chưa hả? À, dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi. Sư phụ đánh con thử đi. Ô vợ quyền. Ơ đau quá. Đã đau quá. Ôi da đau quá. Thôi đi. Mày múa giả chân hả? Hãy đụng tao cái đi. Ây da. Mày bị cái gì hả? Ây da. Ây da. Sư phụ à, sư phụ. Thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản chuyển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Một lần nữa ta hỗ trợ đến Âu Bà Quyền. Sư phụ sẽ thị phạm cho con đó hả? À, bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Cha. Ở chóng mặt quá à. Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là
Visa ma meloto visa miền cung visa cuốn lại chỉ đang là thùng bát chết tụi tôi chính thức ra ba thì ra lại đồng là chính là lại đồng thoại đó chính xác. Sao các ngươi thấy thế nào? À, loại rọc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ai à, nó tại sao tên tiểu tử thui người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta còn khách sao? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Cuối cùng, ta đã có được bí kíp võ lâm. Ta đã có được. Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi đắt đó. Ừ, xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu, ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm, ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta Mai Siêu Cu Te. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy, ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê, à, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử rồi bái phục sát đất. À, ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tá võ tào lao như vậy chứ. À, đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Trời! Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được. Không được. Ngươi sẽ trả giá. Và ngươi là kẻ phản diện. Và những người bạn
bạn diễn của mình. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? Chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì anh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim nọ đó là khó việc lắm. Khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích. Anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao cười. Nhưng mà em diễn cái kịch bản này xung quanh là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó, họ cũng giỡn. Khánh cũng giỡn là nói tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị mới biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó tới giờ chị trả mấy trăm ngàn. Chị sai lầm rồi, chị biết giá em rồi. Thì rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi. Nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách và thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt. Mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó chị rất là vui. Và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em. Khi mà bước vào thi cái vòng này, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok, thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi, anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều và cũng không quên. Cảm ơn Khả Như, cố vấn của em đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4, 5 giờ sáng tới 4, 5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em mà, tại vì em mập mà. Nên em giận, lâu lâu em giận động, em núi. Dạ. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khái Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, Như coi Như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa, Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn vòng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cửa Xuân Việt á, mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ, hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng, rất là mệt. Mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Dạ, anh thật sự đã rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn diễn Diệp Tiên rất nhiều. Đây một ước mơ đó, cho nên là người em đã thực hiện được rồi. Thì bây giờ với sự cổ vũ thì Tuấn Anh cũng tự tin. Nhưng mà chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình để mọi người công nhận mình trong chương trình Người Xuyên Việt năm 2017. Hey!
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't... Nghĩ đi. Và đó hai người, và đây một người. Chơi sao lại? Không có đường nào mà chơi lại. Chứ ông tưởng tôi sướng lắm hả? Bưng cái đầu lân muốn trèo em qua hàm đây nè. Chứ bộ tôi sướng hơn ông sao? Trời đất ơi, tự nhiên bắt tôi làm cái đuôi của ông. Đồ ông chơi già quá ăn một mít. Mà ông làm vậy chi vậy hả? Thì tôi muốn thể hiện cho bà coi. Thể hiện hả? Ờ. Mấy lâu nay ông vẫn thể hiện mà có bao giờ bà đáp lại tình thương của bà của ông đâu. Tôi đây nè, bà mới là yêu tôi nè. Ông đừng có xạo, bà nói bà yêu tôi rõ ràng rồi. À, ông nói như vậy giống như là ông muốn khiêu chiến có đúng không? Tôi không có khiêu chiến nhưng mà bà yêu tôi mà. Đúng không? Ông muốn khiêu chiến có đúng bà không? Bà yêu tôi á, ông phải đi hai bố. Tôi nói thiệt cho ông phải nói mà. Đã bỏ đi hai bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Cái con người của ông là phải... Thôi bỏ đi. Mày né ra cho bố thể hiện. Khù máu trong luôn. Bỏ đi bố ơi. Mày né ra cho bố thể hiện. Chết. Đưa bố đi bệnh viện. Ông á, ông quýnh không có lại đâu. Trừ khi ông kiếm hàng, ông xúc mới lại thôi. À, hết cho ông lại đây không có đồ chơi. Nếu có đồ chơi là ông mệt rồi. Ai mua cây đánh lộn đánh lạo, xúc nhau không? Tên gì đi? Taylor Swift. À, tên tiếng Việt. Thúy Loan Swart. À, Thúy Loan Swart. Ừ. Bán gì đây? Bán cây đập lộn. Bây giờ có hai loại. Một loại đập đầu chảy máu, một loại đập đầu không chảy máu. Ông muốn mua loại nào? Vậy có loại nào đập đầu ở tù không? Có luôn, 30 đồng. Nói về 30 đồng. Nè, nếu mà cây mà 30 đồng đó nha, là chỉ có thể kêu bíp và bíp và bíp. Thôi thôi đi. Có cái khác không? Có, roi điện, 30 đồng. Nếu mà nói về roi điện nè, sợ chưa nè. Roi điện á nha, là ông chỉ có nước mà đứng im vậy rồi. Mà điện đâu? Chưa sạc. Trời đất ơi, tốn 60 đồng mà không hạ được kẻ thù. Đi vô đi Thí Lon, xin quệt. Hey. Ủa, cái gì? Chết tiếng xe của bà Như. Nhanh. Về, bà chắc về nha. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go. Đồng lưu chết rồi, bể hết chén dĩa rồi. Trốn tránh trách nhiệm thôi. Anh tôi không có nhà lỡ nhà ha. Đang đứng rồi mà mới nhạc Lâm. Ai bài ra? Còn ai nữa? Bà Linh Lâm. Mày hay lắm. Ê, bà kia xanh mà. Tới cái tai của tôi á là tôi không có để yên được. Tôi phải kiếm cái này kiếm cái kia. Chứ không bao giờ mà tôi để im được. Ê, ông làm gì vậy? Cái này điện giật. Cha già đó. Tôi làm đó. Tại sao? Bởi vì tôi thương bà. Có cái chuyện thương nhau. Nói từ thời bên ở Việt Nam qua đây 30 năm rồi ông vẫn còn nhây là sao vậy? Đó là định mệnh rồi. Bà nhớ không? Đó là định mệnh rồi. Khi ở bên Việt Nam tôi cua bà không được. Đến khi mà qua nước ngoài, nước Mỹ này nè, bà hốt tôi về. Bà ở, thấy chưa? Cái gì? Nhưng mà tôi không có chấp nhận. Ông đừng có tưởng là những chuyện đằng sau lưng ông tôi không hề biết. Ê, em sai rồi, em sai rồi cô bé à. Anh là anh chưa bao giờ anh làm cái chuyện gì sau lưng em hết. Kể cả đi chơi, anh đưa em về nhà, sau đó anh quành đầu xe anh về luôn. Anh không hẹn hò bất cứ cô gái nào. Em sai rồi. Phải rồi, em sai rồi. Nhưng mà anh đâu hề biết là anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Bà vô nhà rồi. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện thì ra bấy lâu nay mà follow tôi à? Bởi vậy nó rõ như trong lòng bàn tay tôi nè. Chuyện tình mình sai rồi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng. Ghê quá. Bây giờ cất cái này ở đâu đây? Tôi không có biết. Thôi cất vô TV đi. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm.
Trời ơi. À, tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tình yêu của tôi với bà đã có ai đó đâm thọt đúng không? Tôi đâm thọt rồi sao? Tại sao lại đâm thọt? Vì tình yêu có thể làm tất cả. Vì bà mà bạn đứng anh em. Không có em đời anh tan nát. Thuốc sức lát hiệu bà gì hai? Điên à! Tình yêu sức lát kìa trời. Ông muốn cái gì? Tôi muốn nói với bà là hồi xưa tôi cũng yêu bà nhớ không? Nè, cái chuyện này tôi nói với ông từ hồi còn ở quê kìa. Tôi nói với ông sao? Tôi có yêu ông đúng không? Tôi qua nhà ông, ngày hôm đó tôi qua nhà ông tôi chơi với ông vậy mà ông không chơi với tôi. 12 giờ đêm ông đuổi tôi về giống như giờ ông đuổi nè. Trời ơi bệnh mà. Bà nhớ kỹ lại đi. Hồi đó đó, lúc đó là ba tôi đang ở dưới nhà. Xong cái bà ở trên lầu á, bà ca hát sùm. Cho nên tôi thấy bà ồn quá tôi mới nói với bà là khẽ thôi cưng à. Xin xin thật xin khi ba em ngủ dưới nhà. Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà. Rồi thần đà ông lên xe vặt luôn cả lông gà. Khẽ thôi. Thôi. Trời ơi mấy ông thôi chưa? Hả? Mấy ông muốn tôi chết sớm hay sao? Ê, bà Như có sao không vậy? Ngủ đó mệt quá. Đi ngủ đi. Ê, Bà Như. Tôi nói cái này nha. Tôi thấy bệnh của bà càng ngày càng nặng á. Nghe lời tôi đi mổ nha. Mổ nhiều tiền lắm. Không có sao đâu. Bà đi đâu mà từ sáng tới giờ vậy? À. Gần tới Tết nguyên tiêu rồi đi kiếm mua cái lồng đèn kiếm vô chợ Việt Nam kiếm mua treo cho đỡ nhớ nhà mà không có. Bữa nào tôi làm cho ha. Ông làm nghề gì vậy? Tôi làm thiêu thụ mái giá rồi đó. Trời. Có cái áo dài của tôi mai một năm trời chưa xong. Ông nhắm ông làm được cái gì hả? Tôi nói ở đây nè, không ai giàu ông ai hết trơn á. Nếu mấy ông khá giả thì đâu có lại ở nhờ nhà tôi như vậy hả? Trừ khi nào mà có tiền từ trên trời rơi xuống tôi trị bệnh, còn không thì thôi đừng có bàn nữa. Bà Như. Từng tuổi già này mà có trai quan tâm thấy bảnh ghê chưa? Ê, bà sao vậy? Bà giỡn. Không mệt thiệt. Để tôi. Tôi bác sĩ thú y nè. Vô đây. Vô đi. Đó, yên tâm nha, có bác sĩ thú y lo rồi. Thấy tôi lo quá. Có sót được không? Sót sao không sót? Bây giờ chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền. Bằng mọi giá phải kiếm tiền không ơi? Cái kế hoạch của mình sao rồi? Thì đợi ông Dũng về thôi mà sao ông cha này. Đợi ông gì vậy? Phải gọi tới ơi. Ơi. Vậy? Đâu hả? Khốn nạn là nó dám mang keo đen vô mắt kiến nè. Kế hoạch của tụi mình á, sao rồi? Chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Xong hết rồi hả? Vậy bây giờ ba chúng ta ngày hôm nay quyết định đi cướp ngân hàng. Không, cướp cái gì? Tôi đang vẫn còn lo nè. Lo gì? Lo lắm. Bây giờ tôi chuẩn bị sẵn 100 cái lá phiếu, hiểu không? Bây giờ mình bóc mà trúng cái ngành nghề nào thì mình đi kiếm tiền bằng cái nghề đó. Thôi vậy đi. Đâu có nhất thiết là phải đi cướp. Thôi đúng rồi. Bóc trước đi. Thôi bóc trước đi nè. Lê đi nè. Cướp. Xui. Tay xui dụi. Bóc cũng không được xui dụi. Tướng cướp. Xui hay xui? Ta không có chịu xào lên như vậy nè. Người ta bóc nó đỡ hơn. Trời đất ơi, nhất quá tam. Không lẽ lần tiếp theo tôi xui tới nỗi trời đất ơi cướp ngân hàng luôn à? Vậy là định mệnh rồi sao? Bây giờ sao đây? Hả? Bây giờ cái gì? Còn 97 lá còn lại. Thôi 97 lá khỏi mở cướp hết á. Sao kỳ vậy? Hồi nãy ghi có 3 lá à, mỗi tay có còn nhiêu đi photo của Vi. Không dẹp cái gì vậy? Không được cái gì hết trơn vậy? Tào lao không à? Nè bây giờ như vậy nè. Cái ý của tôi á là bây giờ tôi đã tính hết kế hoạch rồi nhưng mà vẫn còn thiếu sót. À gì hả? Là ba đứa mình phải có một cái phương tiện giống như cái xe đó để đi cướp. Nếu mà nói về xe tôi có. Chị hả? Tôi có, đợi tôi đi. Quen với ông đỡ lắm. Hết rồi. Đó tôi đó. Trời ơi. Đi nè. Xe tôi đó, xe này chạy rất là hay nha. Nó có bình, rất là nhiều bình. Bình mà nó hết bình rồi mà. Sao kỳ xin lỗi nha, đã điện thoại hết pin với mấy ông này tôi lấy tôi sạc đỡ. Đúng là quá ngu sẩn. Nè các ông, hãy nghe tôi nói. Cái điều đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta phải cướp xe, ghi vô. Cướp xe. Đúng. Có ai có bằng lái không? Không. Chúng ta phải đi cướp bằng lái trước. Đúng, bằng lái là BL. Hay quá. Mà nếu như cướp được bằng lái, chúng ta phải đi tới đâu? Chúng ta phải đi tới trung tâm dạy lái xe thôi. Có ai biết đường không? Không. Vậy chúng ta phải đi cướp bản đồ. Đúng rồi, bản đồ là BD. Hay quá, quá chính xác. Mà muốn kiếm, mà muốn cướp được cái BD này, chúng ta phải tới đâu? Chúng ta phải đi tới hồ bơi thôi. Không, BD, bản đồ, tới nhà sách. Nhà sách. Ghi vô.
Cái gì? Tôi thấy sai sai thì sao á? Sai gì? Cái mục đích của chúng ta là cướp ngân hàng. Ờ? Sao giờ tôi thấy ngân hàng nó xa tầm với quá vậy? Mà tôi nói nghe nha, lỡ mà cướp ngân hàng á, bị bắt á, là bóc một cuốn nè, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn với năm cuốn tay tôi nữa, rồi nguyên dĩa bánh cuốn luôn. Anh đâu ra ông? Giải thích cái gì mà cũng giải thích, nó quan trọng là đây nè, cướp được cái xe thôi, hiểu chưa? Đúng rồi, cướp chiếc xe đó. Cướp chiếc xe, cướp làm cái gì? Ngân hàng bên đường thì băng bộ qua là được rồi. Ồ vậy hả? À, cướp ngân hàng. Tiến lên. Trời ơi, sao mà không ai nói với tôi là hôm nay chủ nhật ngân hàng đóng cửa. Trời đất ơi. À, thôi lỡ để qua thứ hai cướp. Qua thứ hai cướp luôn. Vậy đi, vậy đi. Nói nghe, sẵn tiện có cái thời gian bây giờ mình phải tập. Mình tập cướp, mình tới mình cướp cho nó kỹ. Đúng rồi. Vậy thì tập thử ha. Tập thử. Người phân công nha, ông sẽ làm giám đốc ngân hàng. Còn ông là tướng cướp của cướp ngân hàng. Bắt đầu. Bắt đầu. Xin chào quý khách, tôi là Kiều, giám đốc của ngân hàng này. Quý khách cần gì? Tôi muốn cướp ngân hàng. Trời đất ơi, ngân hàng của Kiều mới khai trương, chưa có ai vô bỏ tiền, hết tiền đâu mà cướp đây. Bây giờ Kiều không còn cái gì hết á. Không ấy bây giờ cướp đỡ cái này đi. Vì ham mê giàu sang, Kiều bán đi hạnh phúc đời mình. Sự thật cuộc chơi. Thôi. Ông quái cười lắm hả? Tập bay tập ba không à? Làm lại đi. Ông tướng cướp, bây giờ giám đốc ngân hàng là tôi cho ông vô hụ hợ đi. Xin chào quý khách. Cướp đây. Ngân hàng mới khai trương, ba bị cướp hai lần rồi. Lần đầu tôi không nói đi, lần sau cướp luôn nàng Kiều. Đến bây giờ cô ấy uất ức, cô ấy tự giận rồi. Hình ảnh cô ấy đây. Có hiểu gì sao là chỉ có cái thân này lên không không? Tại sao vậy? Cô ấy mang thân rồi. Nhìn lại chính mình đi. Về đi. Làm lại từ đầu đi. Tôi xin phép được lui cung để làm lại từ đầu. Ngân hàng không còn tiền đâu. Chỉ có thân của tôi thôi. Mà tôi cũng mắc bệnh nan y rồi. Chụp X quang luôn. Bác sĩ nói bây giờ phải chờ đợi kết quả. Trời ơi! Cái gì vậy? Tại sao một bộ xương nằm trên đống kẽm gai? Ông bị bệnh gì? Gai cột sống. Ông đỡ hơn tôi, ông đỡ hơn tôi. Ông bệnh gì? Ông còn được vô bệnh viện chụp X quang. Tôi phải ghé cái tiệm chụp hình thẻ. Trời ơi! Bệnh gì có hình con khỉ ban ra đường vậy? Tôi bị đau ban khỉ. Trời ơi. Hey. Mới tập có chút xíu mà bây giờ qua lên tới thứ hai rồi kìa. Ôi vậy lẹ quá vậy, bây giờ làm sao đây? Cướp ngân hàng thôi. Cướp ngân hàng đi. Yo. Cảm ơn quý khách, đã chọn ngân hàng cười xuyên Việt của chúng tôi. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tốt như điện này. Ngân hàng của chúng tôi được bảo vệ bởi hai vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp để chúng ta tránh khỏi những vụ cướp ngân hàng. Hello everybody. Let's go. Sit down. Hello ladies and gentlemen. I am the final cướp ngân hàng, you know. Sit down. Keep silent. Keep silent. Oh, keep yes sầu. Anh ba đang trường đi đâu đây? Không, tôi giám đốc ngân hàng. Biết nói tiếng Việt à? Vậy ra đây. Còn anh lái. Cái gì vậy? Cướp đúng rồi, anh cướp. Tiền để đâu? Để trong kia kìa. Anh đi ăn cướp con mình hả? Alo, cao luật sĩ hả? An toàn rồi, vô đi.
bướm xinh, con bướm mơ tình. Đùa vui với lũ hoa, hoa mai đang đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà. Tựa bay tên nữ trong cung nhà mình. Cha cha cha. Ăn cướp đây. Chào chào chào. Đi ăn cướp với con hay chi vậy? Cao lực sĩ ra đây. Dạ. Bây giờ tôi hỏi mày, đi cướp ngân hàng hay đi lễ Tết Trung Thu giao lưu cùng các bé? Dạ tất nhiên là đi ăn cướp ngân hàng rồi. Tại sao mặc đồ con bướm? Trời ơi đại ca không biết cái gì hết. Đi ăn cướp ngân hàng quá trang thành, quá trang thành bướm bướm. Sau đó cảnh sát nó không có bắt bướm bướm. Vậy là cảnh sát không bắt bướm bướm hả? Đúng rồi, nó chỉ ai bắt cả người thôi. Thông minh quá. Mời nhóm kịch chăn ngà qua cướp. Dạ. Tụi bay đứng lên. Quỳ xuống. Nằm luôn đi. Lăn vô trong cho ta. Ồ không không, khoan anh. Sao? Trong qua phòng này được không? Ok. Phòng kia mới có máy lạnh. Ừ, nhanh. Rồi đây mọi người đi thẳng nha, anh xếp bằng hành ngang nha. Rồi đi thẳng nè. Đi thẳng vô phòng máy lạnh nè cho mấy anh cướp dễ dàng nè. Lẹ lên vô nè. Vô phòng máy lạnh nha. Trời ơi, trời ơi, trời. Cái gì mốt để quên ngoài rồi. Số đó vô hết rồi. Dạ. Tao với mày không cần che giấu thân phận nữa. Cởi mặt nạ ra đi. Ngân hàng kìa. Tại ta biết Thánh rồi chị. Làm gì vậy? À, em tẩy trang này kìa. Mày điên hả? Mày không đeo mặt nạ mà đứng mày tẩy trang. Dạ. Bây giờ hành động. Anh vô lấy cái xác. Đứng đây canh nghe chưa? Được đại ca. Tin tưởng được không? Đại ca cứ tin tưởng em. Ok. Nhìn về em thôi chứ không ai dám điều khiển được em đâu. Đây ra đây. Con là con bướm hả? Con là con bướm hả? Chơi đồ chơi mà, ai mua đồ chơi cho con? Hả? Nè con ơi, ở đây là ngân hàng chứ không phải công viên công dân chơi Trung Thu nghe không? Chút xíu này mấy chú cướp ngân hàng bắn đun 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 lịch chết nha. Tôi là ăn cướp. Đi về ngoan. Chào chào, ăn cướp cái gì? Đi về nhà thiếu nhi tham gia phong trào đi con. Trời ơi, tôi là cướp mà. Đại ca ơi. Trời. Ê, xuống thể, xuống thể. Thì coi sao có tiếng súng đâu vậy? Chị gì vậy? Hả? Có ba già ăn hiếp em đại ca. Ra ngoài canh cửa. Dạ. Ba ông. Một, hai, ba. Ba ông là ai? Cướp ngân hàng. Mày là ai? Cướp ngân hàng mà không biết ta à? Hà Mã làm cướp Vũ Quốc Khánh. Anh ơi là anh ơi. Em cướp ngân hàng mà em già rồi anh ơi. Sống nay chết mai tha cho em đi anh ơi. Đúng rồi đó anh ơi. Tôi già như chuối chín cây gió lay. Tôi rụng hai ngày mồ côi. Trời đất ơi, giáng tiệt chứ bồ coi tội lắm mày ơi. Đôi cơm các nước biết người nào lo đói. Cơm các nước biết người nào lo đúng không mày? Đúng rồi mày, đúng rồi mày. Con số 7. Vậy băng cướp lô tô đi qua Mỹ chơi hả? Cái gì? Muốn lấy tiền hả? Đi về đi. Ở đây tôi là người cướp trước, số tiền em thuộc về tôi. Hiểu chưa? Nhưng mà ông tới đây bao lâu rồi mà ông nói ông cướp trước? Tới đây cái đây 5 phút rồi. 5 phút mà nó cướp trước, tôi tới nửa tiếng rồi nè. Tôi tới nửa tiếng sao nãy giờ ông vô? Ngồi uống cà phê á. Thiệt không? Thiệt á. Chắc không? Chắc luôn. Ủa nghe gì luôn à? Nè, nói cho chú em mày được biết. Thấy đầu hai ba thứ tóc không? Tao đi cướp từ trẻ rồi. Cướp từ cái lúc mà tay chưa rung đến bây giờ gặp chú em tao rung quá. Cái gì? Từ cái lúc tay chưa rung bây giờ bị bệnh nó rung rồi. Chú em cướp ngân hàng bao nhiêu lần rồi? Đây là ngân hàng đầu tiên. Ngân hàng đầu tiên. Tôi cũng mới cướp lần đầu tiên. Mày ba gì? Nhưng mà không phải cướp ngân hàng lần đầu tiên thôi. Nhưng mà hồi xưa á, tôi chuyên gia là tôi đi cướp tiền của các Á Quân. Biết Quỳnh Lạc không? Nguyễn Anh Tú, Lê Dương Bảo Lâm không? Này, tào lao. Làm những cái chuyện cướp Á Quân tôi không tin, tôi không tin. Trời đất ơi. Tao tôi đi. Nó cướp trên trời. Trời ơi. Thôi. Chứ em không có tiền. Rồi. Tôi nó cướp tiền em hết rồi. Mọi người cẩn thận của chừng nó cướp tiền đó. Tin đi. Nó cướp tiền tôi đó. Không chỉ nó cướp tiền tôi mà nó còn cướp. Là báo đang cướp quán quân là ông hả? Đúng. Ai chà, hâm mộ ông quá. Nếu như ông là cướp, tôi cũng là cướp, thì bây giờ chúng ta chia 50-50 đi. Không cần 50-50 đâu. Cần 100.000 đô là đủ rồi. 100.000 đô thôi hả? Ờ. Đơn giản thôi mà, 100.000 đô có sẵn ở đây. Đây,
100 ngàn. Chỗ luôn hả? Ông tốt bụng quá, cảm ơn. Thôi được rồi, có tiền rồi. Ủa, sao tiền có một mặt vậy? Cái gì vậy? Tiền giả. Thằng giám đốc đâu? Dạ gì anh? Em đang xong hơi kêu em ra gì vậy? Tại sao tiền giả không vậy hả? Tiền giả đúng rồi, tiền trưng bày mà. Tiền thiệt đâu? Ngân hàng mới khai trương làm gì có tiền thiệt, không quá nên dễ cướp dễ dàng vậy nè. Vậy tao phải giết mày. Đừng có bắn ta, tự nhiên giết ta kỳ vậy? Bởi vì nó thấy mặt bốn đứa mình rồi, nó mà báo police là một hơi bắt bốn đứa mình bây giờ để tôi xử nó cho. Tôi cướp lâu rồi có kinh nghiệm, để tôi xử nó cho. Lẹ đi, cho một phút hỏi ý thôi. Sao đi? Bây giờ ra con cái tiếng nổ đùng, giả bộ té xuống chết nha. Ui, mày sao lại chết? Mày làm như vậy không chết thiệt bây giờ. Nghe nó không hiểu không? Mày ok chưa? Bây giờ mở trách xuống mày đi. Mày điên quá, bây giờ mở trách xuống 16 đi nha, 15 là tiếng bơm đạn á. Mày phải chết. Mày phải chết. Tao tha cho mày đó. Tao không tha cho mày nữa. Chết nhăn răng rồi. Tao nạo hầm răng mày ra mới được. Em còn sống, em còn sống. Tại sao nó còn sống? Vẫn mặt hả? Sáng đi gấp quá, quên bỏ đạn vô. Cho mượn súng để bắn nha. Súng nó giờ bắn hết đạn rồi. Ai mua đạn bỏ vô súng không? Ai vậy? Bây giờ sao hả? Tại mày mà ra nông nổi này, mày phải trả đũa. Ê, đứng đây coi chung kết xếp hạng hả? Quên. Ủa sao không ai trúng đạn hả vậy? Ủa vậy cuối cùng ai trúng đạn? Trúng tôi nè. Vì chiến đừng có gọi nữa, bị thương rồi, không có xếp qua được. Quả báo mà. Cảnh sát tới rồi, đông vui lắm. Chúc mừng, cuối cùng chúng ta cũng bị bắt. Vui á. Tụi bay đừng có vội mừng. Trước khi vào đây tao đã cài bơm khắp cái ngân hàng này rồi. Đúng rồi đó mày, tao cũng đã cài bơm khắp người. Từ trước tới giờ tao có một luật lệ, thà bị chết chứ không để bị bắt. Tụi bay câu giờ, tụi bay phải lãnh hậu quả nè. Đại ca, bậy em đi. Cái gì vậy? Ông đi hả? Chạy á. Chạy đại ca. Sao cao quá vậy ta? Ước gì có ghế, đi kiếm ghế. Chết đi. Chết. Sao không được vậy? Em quên gắn pin đại ca. Hai này cướp nè, nhất là nhỏ là. Em là con bùm bùm anh ơi. Bùm bùm hả? Bắt mày dậy chim ăn luôn. Bùm bùm mày. Bắt hết đi. Cuối cùng bắt được hai này. Chú ơi. Dạ. Tôi cũng là cướp nè, sao chú không bắt tôi luôn đi? Đâu. Con nói với cảnh sát á, chú là người hùng, chứ không phải ăn cướp. Tôi là người hùng hả? Dạ. Ông bà chú, con thấy chú là người tốt vậy, tự nhiên đi ăn cướp sao chứ vậy? Không nói dấu gì chú, có bà bạn bệnh nặng lắm. Hả? Muốn kiếm tiền chữa cho bà. Nhưng mà không sao, tôi tìm cách khác được. Xin lỗi chú nhiều nha. Nhưng mà chú không à, sao chú... đâu, không sao đâu. Xin lỗi chú. Trời đất ơi là trời. Ê, ông ngoài cái áo luôn nè. Trời đất ơi. Ông phải cái nó cao quá đi. Mày đâu đi mà không dùm ngó thì mày cao như vậy.
đâu mặc đồng phục vậy? Ông nghe hô ông ai? Giờ đi qua chỗ kia đi lấy thêm mấy quần nữa. Thế cái quần à. Sao biết làm? Thường thì biết hết. Thấy tôi mặc cao dài ông Mai đẹp không? Đẹp lắm. Tôi làm những thứ này tất cả để dành cho bà. Nhưng mà tôi xin lỗi bà nha. Tôi muốn kiếm tiền cho bà chữa bệnh. Mấy anh em tôi đi kiếm nhiều cách rồi mà không có. Ngay cả cái việc mà tôi định... Định làm gì? Định đi làm thêm. Cũng không có tiền cho bà luôn. Mấy ông khỏe, sống thương yêu nhau, chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho tôi quý rồi, cái tình già mới quan trọng. Tôi nói với ông nè, có một cái tin vui. Tin gì vậy bà? Có tiền rồi. Ủa, có tiền ở đâu vậy? Hôm qua có một cái ông nói ông giám đốc ngân hàng, ông lại ông dúi tôi số tiền lớn lắm. Cái tôi nói trời ơi, tự nhiên đâu có công đưa tôi cái số tiền đó. Ông nói là nhờ mấy ông á cứu ngân hàng, mà nhờ có mấy ông á mới cứu mạng được nhiều người lắm á. Cái đưa tiền cho tôi. Tôi đâu có chịu đâu, nhưng mà tôi quyết định tôi nhận. Nhận rồi hả? Có tiền rồi, đi chữa bệnh nha. Tôi lấy cái số tiền đó tôi chia đều cho mấy anh em trong nhà nè. Tính tình kỳ cục. Có tiền không lo cho sức khỏe của mình đi. Chia làm cái gì? Tôi lo chứ. Già rồi, nghe bệnh sợ lắm. Tôi sợ cái cảm giác mà vô trong bệnh viện á, nhắm mắt cho người ta mổ, mở mắt dậy thấy mình chết rồi. Đừng có nói vậy, xui quẩy lắm bà Như. Tôi biết ông thương tôi, nhưng mà ông biết không, cái tuổi già của mình á, nó giống như cái lồng đèn vậy đó, lắc lư trước gió, đèn nó hiu hắt lắm, tắt lúc nào không hay. Một ngọn đèn thì có thể tắt, nhưng mà nhiều ngọn đèn thì nó sẽ phần hỗ trợ của diễn viên Khải Như, Quốc Khánh, Tuấn Dũng, Bá Đức là Hoàng Long, Duy Dương, Xuân Tiến và Kim Quanh. Một tràng pháo tay thật lớn cho ekip ạ. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, chúc mừng anh tặng cho anh ạ. Cảm ơn em. Có bấm xin. Dạ, nãy giờ tôi ngồi trong tôi xem, tôi chứng kiến tiết mục này quả là hấp dẫn, quả là vui. Theo quý vị khán giả thì tiết mục này có thành công không ạ? Có thành công không ạ?
Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và sau đây là những lời nhận xét góp ý đến từ ban giám khảo. Và xin mời nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Xin cảm ơn Tuấn Anh, xin cảm ơn tất cả các bạn phụ diễn. Các bạn đã đem đến một cái bữa tiệc nghệ thuật rất là thú vị. Qua cái tiết mục của bạn thì tôi cảm nhận được những cái điều mà tôi thấy rất là bằng lòng. Đó là tiết tấu rất là tốt. Tiết tấu rất tốt và có rất nhiều những tình tiết để làm cho khán giả vui cười với các bạn. Và đặc biệt, một cái rất ấn tượng cuối cùng, ngoài việc tiểu phẩm có ý nghĩa ra, tiết mục có ý nghĩa ra thì nó còn có một điều nữa là ai cũng phải thừa nhận rằng là cái kết rất là đẹp. Hình ảnh đẹp, nội dung đẹp. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Dạ, xin mời chị Việt Hương ạ. Trước tiên chị nghĩ chắc Tuấn Anh phải cảm ơn tất cả các bạn hôm nay hỗ trợ cho em. Đặc biệt là các bạn tiết tấu rất tốt, chặt chẽ, mà tôi nghĩ các bạn tập rất nhiều mới được như vậy. Kể như liên tục lật tình huống. Chị hơi lo một chút xíu là chị có vô tình xem một cái bộ phim của Mỹ, cũng ba ông già đi cướp. Cho nên là chị sợ là tụi em sẽ làm giống như vậy. Và trong cái bộ phim đó có một cái tình huống rất là dễ thương. Đó là cái người cô bé nhỏ xíu, 5-6 tuổi, người châu Á. Chị cũng tự nghĩ đó là người Việt Nam. Là cô bé đó đã cứu ông già một bàn thua trông thấy. Nếu cô bé đó chỉ thì ông già đã bị bắt đi tù rồi. Thế mà cô bé người châu Á đó không phải là binh người cướp mà mình quý. Nhưng mà cái cô bé đó lại nói là không có, tại vì ông bệnh rất nặng. Thì bây giờ tụi em lại đổi cái tình huống là một cái người bạn ở xa xứ, một cái người bạn đẹp như Khả Như, thì tôi nghĩ là nên cứu chứ hả? Dạ, và cỡ tôi thì cho chết luôn đi, chứ Như là phải cứu thôi, tại Như quá đẹp. Một cái bà già sang trọng, bận một cái bộ áo dài nhung chặt chém tôi. Đó, phải cứu bà thôi. Và khi mà Như cái tình cảm của cái người xa xứ, và tụi em đặt ở đây là tình huống ở người mình ở rất xa, ở một cái nơi khác, thì cái tình cảm rất ấm áp. Và đặc biệt cái ngày Trung Thu nó sẽ bị quên lãng dần, mà ở đây các em lại làm lại cái hình ảnh là cái lồng đèn, đưa cái lồng đèn mà làm bằng tay chứ không phải giờ là bấm pin ra. Các em đưa ra xong cái dàn lồng đèn rớt xuống, tất cả các bạn hỗ trợ ra cầm cái lồng đèn ra. Nếu ai là xa xứ mà xem tiết mục này thì tôi nghĩ sẽ rất là xúc động. Và toàn bộ các bạn hôm nay là hỗ trợ bạn hết mình để nâng bước cho bạn đi tới cái ngày chung kết ngày hôm nay. Chúc mừng tiết mục của bạn. Ở đúng rồi. Và bây giờ xin giới thiệu cho mọi người. Mọi người có nhớ không? Cứ đầm tháng 7 hàng năm là Ngu Lan và Trích Nữ sẽ gặp nhau tại cầu Ô Thước. Và cũng vì thế, ngày hôm nay tại xóm Ô Kìa lại xuất hiện một cặp thi đấu nảy lửa giữa hai đội Siêu Mỏng và Siêu Mỡ. Lý do của cuộc thi đấu là do hai người đó sân si, đúng không? Sân si coi nói nhau là coi cái thân hình của mình ai là thân hình hợp lý. Và bây giờ để xem ai hợp lý, mời mọi người trong tràng pháo tay để đón chào đội Siêu Mỏng. Đội Siêu Mỏng tập hợp. Đội Siêu Mỏng thân hình nóng bỏng. Wow, nó thiệt là nóng bỏng quá đi. Và bây giờ mọi người ơi, hãy cho thêm một tràng pháo tay nữa để đón chào đội Siêu Mỏng. Siêu Mỏng, Siêu Mỏng thân hình nảy nở. Thiệt là nảy nở. Lý do, mọi người ơi, mọi người nhìn hai đội đi. Hai đội trên đây tượng trưng cho hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất, ăn hoài không bao giờ mập. Nhóm người thứ hai, hít thở không cũng mập. Ê, tao mập thêm 3kg rồi nè. Trời ơi, tôi tin rồi nha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Mọi người ơi, lý do của cuộc thi đấu ngày hôm nay, chủ đề là gì? Chủ đề đó chính là ăn nhanh. Trời gì chứ, ăn là nghề của tụi mình mà. Nhanh là nghề bên này. Yeah. Bởi như vậy mới bất phân thắng bại. Và bây giờ xin phép mọi người cho tôi được lên món. Cổ tích kể lại rằng ngày xưa có một vị hoàng tử do cự lộn với vua cha, nội bộ gia đình xào xáo, cho nên chàng đã xách ba lô lên và đi. Chàng đến một quan đảo lạ, được một con chim lạ bay cho một hạt giống lạ, mọc ra một cái trái lạ. Nhưng tên của chàng thì không hề lạ, nhưng đó chính là Mai An Tim. Mai An Tim hân hạnh tài trợ 6 miếng dưa hấu ế này. Vỗ tay. Dưa hấu đang dày mà kêu ế. Thôi được rồi, nhưng bây giờ bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là đội Siêu Mỏng. Các bạn nghe tôi nói đây. Năm trước Mai An Tim chỉ ăn dưa hấu trong vòng 15 giây. Không biết năm nay
các bạn có chiến thuật gì không? Cố gắng hết mình. Cố gắng hết mình. Và bây giờ, thời gian chuẩn bị bắt đầu. Xong, xong rồi, thời gian đã dừng lại. 8 giây, các bạn đã phá kỷ lục của Mai Hằng Tiên rồi. Quá hay, quá xuất sắc. Anh ơi, anh ăn ơi. Quá chị ăn luôn, độ quá chị độ. Tới em thi cho anh. Tới em thi nè, bây giờ tới em thi nè. Mỗi lần em thi là em hồi hộp hết. Ồ, trời luôn. Hồi hộp lắm phải không? Dạ. Hồi hộp quá, đi về đi, đừng dạ. thi nữa. Đâu được, đâu được. Quên, cho em thi chứ, quên. Dạ. Bây giờ thi nha. Dạ. Thời gian đã chuẩn bị nè. Tua lại. Tất cả chuẩn bị. Bắt đầu. Em được mấy giây vậy anh ơi, em được mấy giây vậy? Em được mấy giây vậy? Tao chưa kịp bấm giờ luôn á. Cho nó là sao? Trời ơi, là các bạn là người chiến thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Mai Anh Tiên sẽ trao phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mai Anh Tiên, để tao dẫn giải, dẫn giải. Chuẩn bị phát biểu nha, phát biểu. Nhanh đi, nhanh đi. Phát biểu đi, phát biểu đi em. Trời ơi, nhanh đi. Và lời nói đầu tiên cho em được cảm ơn đến cha mẹ. Cha mẹ ngồi dưới thấy con rõ không? Cha mẹ rõ hả? Và lời nói thứ hai em cảm ơn đến ban tổ chức. Và cảm ơn anh ban tổ chức đây. Cảm ơn ban tổ chức đã chịu chi cho em ăn có 3 miếng dưa hấu mà mời mười mấy con người hoành tráng quá. Và lời nói thứ ba em cảm ơn đến thầy cô. Mọi người ơi, khi nghe nó vô hết giờ rồi. Khi nó vô Ủa, xí hả? Ủa, em thi vậy là xong rồi đó hả? Xong rồi em. Trời ơi, chung kết thì nhạt nhẽo gì? Ừ, nhạt. Thôi cho em xuống đi, trời ơi, trời, em còn thi nữa, trả nè. Tôi phản đối. Mày ăn gian. Tôi không phục. Ủa, mắc gì không phục? Thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Nè, tao nói cho mày biết, tao đại diện cho thí sinh ở bảng thi triển vọng đã rớt từ những vòng trước. Tao mời mày lên quýnh lộn. Cái mặt quen quen chứ tao sợ mày à. Thôi vào vô mày. Phát ơi, bà nội mày tới rồi. Hả? Bà nội tới. Trời ơi, nó quýnh con nội ơi, nó quýnh con nội ơi. Nó quýnh con nội ơi. Trời đất ơi. Mày ăn hồn, mấy thằng các bạn. Trời ơi, mày nghĩ làm sao? Mày nghĩ làm sao mày lấy cái thân bồ tử của mày, mày đè lên cái thân bồ liễu của cháu tao. Trời ơi, tao quýnh cho mày chết. Trời ơi, hả? Mày cuốn đi đâu? Hả? Coi chừng tao cuốn gọi mày luôn nha mày. Trời ơi, nó ăn hiếp cháu tôi kìa. Dân, dạ thưa bà. Dân cái gì mà dân? Dạ. Hả? Ai kêu réo gì mày mà mày dân? Hả? Mày dân cái gì? Hả? Mày dân mâm ngũ quả cho bà cố nội mày hả? Hả? Tao nói cho mày biết nha, tao ghét nhất là MC mở miệng ra cái dân. MC lễ phép không có lý do, lễ phép một cách thừa thải. Dạ bà ơi, ý con nói là phần thi của tối đêm nay. Mày nín mày. Tối có nghĩa là đêm rồi mày hiểu không? Mày chỉ cần nói tối nay hoặc đêm nay được rồi, mày nói chỉ tối đêm nay chứ dư hả mà. Hợp lý. Được. Dạ bà ơi, không phải, ý con nói là phần thi của Tấn Phát đã hoàn thành xong. Mày nín, bộ mày không nói dư chữ mày chết hả? Hoàn thành có nghĩa là xong rồi, mày hiểu chưa con hả? Bộ mày sợ thiên hạ, người ta nói mày MC mà ít chữ nghĩa, cho nên có bao nhiêu từ mày gom vô một câu cho nó phong phú á mày. Phong bà nội tao nè. Mày là phong xù, phong giật, phong đòn gánh đó mày. Mày MC tên gì? Dạ con tên Trung Nghĩa. Xin lỗi mày nha, Đại Nghĩa nó còn chưa nổi tiếng bao giờ mới tới Trung Nghĩa. Mơ mộng, hảo quyền, hư cấu, biến mày. Hai con này là ai đây? Dạ, bạn con. Bạn kệ bạn, tao sẵn tao dọn mỏ, tao chửi luôn mày. Đi hết cho tao. Đi chơi. Rồi tôi nghe bạn nghe, ơi. Tôi nói cho tất cả các con người ở khu vực này nghe. Đụng tay thì được, đụng tới cháu tôi hả? Tôi sanh tử. Và kể từ đó, nội tôi trở thành gương mặt thương hiệu của ngành chửi. Hàng năm, quý anh chị em cô bác nào muốn chửi hay chửi giỏi cứ đến đây thắp nhang trước vong linh của nội tôi để xin lộc chửi. Đó, nhiệm màu ghê chưa?
Ê, nội làm như con mới quẹt mỏ nội đó. Trời ơi, nó quẹt tái mét cái mỏ luôn rồi kìa. Cái gì tái mét cái mỏ của nội rồi hả? Thua, không sao đâu, con có cái này cho nội nè. Cái gì vậy? Đợi con xíu. Cái gì? Nội đâu? Nè. Cái gì vậy? Cái son á. Cho nội hả? Cho nội nè. Thôi mẹ ơi, tự nhiên già mà quanh son ghê. Ủa nội. Vậy là nội không có nghe chị Bơ Lan chị nói rồi. Nói cái gì? Là con gái phải biết tô son nha nội nha. Đó, phải học hỏi với chị Bơ Lan biết không? Thôi, không có quanh son đâu. Quanh son già mà ghê lắm mà. Không thích đúng không? Thôi coi đem trả nha. Ê, cái son nó màu gì vậy? Ủa không thích mà. Hỏi cho biết thôi. Nó màu mùi mận chín đó nội. Màu mận chín mà hả? Màu mận chín. Trời ơi, quánh cái son vô xong cái môi của nội như trái mận, thế nào ra đường cũng có trai theo đầu cắn một miếng. Ai mà gan vậy nội? Giờ không thích đúng không? Coi đem trả. Ê, cái son nó có mùi gì vậy? Mùi sầu riêng á. Trời ơi, son mà có mùi đồ ăn hả trời? Trời bây giờ là hot bây giờ nghe nội. Bữa con ra con lửa nó giục một đống vậy nè, có mùi kho quẹt, bún đậu mắm tôm, bún mắm nữa nội. Hai ghê quá. Đừng có tặng cho nội cái son mùi bún mắm nha. Sao vậy? Tự nhiên quánh cái son nó xong ra đường nó kêu ý bà già miệng thúi. Ê miệng thúi, không thích con đem trả nha. Ê khoan, bị gì lâu rồi nội không quan sầu riêng. Trong miếng nè. Ngồi xuống đi con quánh cho nội. Ngồi xuống đây cho nội. Ê trời ơi, cái gì vậy? Nội ơi, bà cháu mỗi lần ngồi xuống là như chưa bập bên vậy. Nội trấn cái bập bên là giùm con đi nội. Rồi, nè. Môi đẹp đâu. Nè. Ai. Còn quýnh cho nội là đẹp xuất sắc luôn. Được không? Được cái con mà. Trời ơi, thấy vậy chứ thiếu khiếu thẩm mỹ. Trời ơi, gãy luôn cây son rồi nè. Đẹp chưa? Trời ơi, xuất sắc nội ơi. Đẹp quá luôn nội ơi. Cái vòng là sao bị sao cả tí bị cặp nó sọp nó. Nội, mình quýnh son chứ mình không có khớp mỏ nội. Không phải, quýnh son mình nói chuyện lớn nó lem son. Đâu có, nó lem sẵn rồi. Không, đẹp sẵn rồi. Bây giờ nói chuyện bình thường, 2, 3. Trời ơi, tự nhiên quýnh son xong cái nội muốn hát. Hát bài gì? Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đời chờ. Vậy mà không trang điểm đó hả? Bây giờ tưởng tượng nha, ông nội mà còn sống gặp nội thế nào, ông nội cũng rất là hãnh diện, thậm chí là kiêu ngạo gì nội. Trời ơi, hèn chi ông nội bỏ bà nội đi sớm. Hả? Không, ý con nói ông nội mà có đây á, là ông nội sẽ khen bà nội là người phụ nữ có bồ môi quả cảm á. Quỷ này ghẹo nói hoài ha. Dạ. Ê, tôi nghe nè con. Dạ, dạ. Bây giờ tụi nó đi hết trơn, trời đâu mà ai trơn á. Sao có hai bà cháu mình ở đây không mấy, hát cho nội nghe đi. Trời ơi, hát hả? Hát cho ai thì con còn suy nghĩ chứ hát cho nội thì hát tới tối luôn. Hát cho nội. Sao nội muốn nghe bài gì? Cái bài mà du dương buổi tối nội hay hát đó. À, cuốn yêu. Lạnh bên trong sân trái đua trái phiền âu lo. Luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon của nếu mang tên Bobby. Yeah. Khi tôi 20 ngẩn ngơ bạn bè quanh tôi. Đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Mấy anh chị, mai mốt em làm ca sĩ được không? Bẩm chị nghĩ sao làm trời ca sĩ vậy trời? Ê mày, mày nghĩ sao mày? Người ta vô coi ca sĩ không quen không nên người ta vô người ta coi heo. Ê mày, bộ mập ăn hết củi dòng họ nhà mày hả mày? Vô duyên! Trời ơi, khó khăn lắm cháu, tao nó dám mạnh dạn hát trước mặt bao nhiêu người, làm cục hứng à. Thôi mà nội, thôi đi, con nuốt giận nội. Sao nha. Mà thôi được con, trời ơi con ơi con là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng chăm sóc tới ngày hôm nay. Đứa nào mà đụng tới con ha, là nội giết nó liền á. Thôi mà nội. Nói cái gì mà vui quá vậy? Gì vậy? Ai vậy? Mọi người thấy tôi ra có hề hước không nào? Các bạn bên tay phải ơi! Các bạn bên tay trái ơi! Các bạn ở trên lầu ơi! Các bạn ngoài phòng giữ xe ơi! Không ai ơi! Trời ơi! Fan hâm mộ hả? Trời, ca sĩ về làng mà sao không giở tay giở chân lên đi nào? Cổ vũ lên nào! Vô! Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào. Tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải. 2, 3, rẽ á, hốt hàng. Lên chùa bè một canh xe ăn cơm bành đè đi cấy sáng trăng. 3, 4 cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng. Điều quá kìa. Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào. Tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải. 2, 3, rẽ á. Ê, ai dựa mày vậy?
Ê mày, tao vuốt láng o mày chưa vừa lòng mày nữa hả? Ê con. Dạ dạ. Cái thằng đàn ông nào cái mặt thừa mứa mà cái duyên hạn hẹp vậy? Trời ơi, nội không nhớ ai hả nội? Ai? Trời ơi, cái anh này là ai mặt lão quắc vậy nội? Nói cái gì mà hài quá vậy? Hài em mới nói chứ anh. Trời ơi, không nhớ tao hả? Dạ, trời... Anh Kim. Phát. Trời ơi, lâu quá không gặp. Trời ơi. Mập quá, mập quá vậy. Dạ, ê dạ. Phát ơi, lâu ngày gặp lại, mày giả bộ, mày hỏi tao làm nghề gì đi. Ủa anh Kim giờ làm gì vậy anh? Thật ra thì tao... gì vậy con? Con lủng sân khấu luôn. Anh giật cô hồn đó nội. À. Giật cô hồn là mày giật đó. Ai biết tưởng tháng 7 anh kiếm thêm. Sao mày nín đi? Hỏi lại nè, tao làm nghề gì? Dạ dạ anh làm gì vậy anh Kim? Thật ra... Gì đó vậy con? Nó giật hụi đó nội. À. Giật hụi là bà cháu mày giật đó. Ai biết đâu, diễn tả quá, làm cái gì nói đại đi. Dường như cái chương trình mà đuổi hình bắt chữ nó không thích hợp với tình huống này lắm. Bây giờ tôi dùng công tác hình thể để diễn nha. Rồi. Thật ra thì ở dưới quê đó, rồi là Sài Gòn. Mà trời ơi, không biết con mẹ giờ trời có được cái nhà. Mới gió bao buồn cái trại mà làm đây. Cái lầm mê chè mà nằm làm như vậy. Rồi là tuần buồn đàn na này. Rồi xa phải làm thật lôn ra luôn. Cả vụ tuần tuần. Vút, vót, tuần tuần tuần. Ê con ơi. Trời ơi. Nó thương quá. Nội hiểu gì không nội? Nó diễn tả cái gì mà dung tục vậy? Trời ơi, đây nè, đây con giải thích cho nội. Tức là ngày xưa đó, ảnh mới lên Sài Gòn, cù bơ cù bớt là không có ai lo cho ảnh. Xong cái có cái người đó đó, đem về cu mang. Hai người sống chung với nhau đến khi ảnh bụng mang dạ chữa. Rồi người ta quất ngựa truy phong. Trời em ơi. Đang thi đó anh à. 9 tháng 10 ngày sau, ảnh đẻ ra thằng nhỏ, cái đầu đỏ đỏ, cái vàng khè. Mà ảnh đâu có sữa đâu cho nó bú. Thế là ảnh ẩm đứa nhỏ, ai ai cũng tụt qua. Anh làm em lẹo à. Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mày ghẹo cháu tao cho mở nó tràn nó vậy? Trời ơi! Nội, nội bận quần cái quần giùm con cái nội. Không có sao đâu con. Dạ con kể tiếp nha nội. Ừ, sao nữa con? Nó là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ. Nó chạy một mình trong đêm mưa gió vậy nè. Anh quyết định để trước nhà con Bạch Tuyết. Trời. Mà xui. Bữa đó con Bạch Tuyết nó hẹn với bảy chú lùng bắt xe lên Sài Gòn quýnh ghen con lộ lem. Trời ơi! Nó thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ chạy một mình trong đêm mưa gió để trước giường của công chúa ngủ trong rừng. Con quỷ đó nó lo ngủ không, nó không đếm xỉa gì tới đứa nhỏ. Thế là ảnh ẩm tiếp đứa nhỏ, đặt lên bè, thả trôi sông, phụn, phụn, phụn. Là cái gì? Tạt nước đó nội. À. Chiếc bè trôi tới Thái Lan, lúc đó Thạch Sanh và Lý Thông đang chơi tạt nước ở Bắc Thái Gia. Ali bong tê, cái ly lên đầu. À. Trời, con cái nhà ai mà xinh dữ vậy? À. Thế là họ quyết định bồng về nuôi. À. Và kể từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Happy ending. Ê con Thông dịch viên bị điên. Dạ. Cái câu chuyện nó nhạt nhẽo, nó bình thường, nó đơn điệu ghê lắm mà vô cái miệng mày trời rồi nó đậm đà dễ sợ. Định thi kịch cùng Bolero hả con? Dạ. Em nói vậy cho nó đặc sắc đó anh. Trời ơi sai rồi ba ơi, con nói là ngày xưa con dưới quê, chân con bị phèn không mà bụng mỡ làm ca sĩ đâu có ai chịu đâu. Cái một đêm mưa gió cái chạy ba ra tông ở Sài Gòn hiểu không? Mưa gió pa 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 vậy đó. Một ngày nọ đóng mỡ bụng tan biến, bỏ cái thao tụn 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 là tạm biệt mỡ bụng đó má. Ủa là cái thao mỡ đó hả? Thao mỡ. Trời ơi diễn quá ai biết đâu. Ê ê ê, nói vậy bây giờ con là ca sĩ hả? Tôi là ca sĩ. Ê thế dạ. Nghe nè, sao không bao giờ nội thấy nó lên TV nó hát cái này con biết nè, người ta là ca sĩ người ta hát ở phòng trà. Ừ. Còn ảnh là ca sĩ anh hát ở phòng tạ. À. Tất cả single mới đúng không? Cậu sao biết? Em biết mà, em có theo dõi mà. Single cho em tập tạ thêm chút nữa. À. Có thêm một bài nữa. Bài gì vậy anh? Cô gái cơ bắp hái bắp té sắp mặt luôn. À. Bài đó mình anh biết đó. Trời ơi. Chào quý khách. Ai nữa vậy? Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô hương hồn của chúng tôi. Nè 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 nè. Hai cái giọng hát hay. Anh nam nghệ sĩ à không? Nữ, à không, nam nữ nghệ sĩ. À, dạ đang nói chuyện cho 5 phút thôi, nói chuyện xong rồi nói tiếp nha. Nam nữ mày phân biệt không được mà xin xỏi gì mày. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất đoàn lưu tôn. Nè 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 nè, 5 phút thôi, nói chuyện 5 phút là xong liền nè. Cuộc đời tao không liên quan tới mày, không cho. Một đêm duy nhất đoàn lưu tôn hương hồn. Chúng em xin tuyển chọn nha, giọng hát hay. Hãy đến đây cho nói. Trời dạ. Đó cơ, cô tưởng sớm mình có ai chết mướn BD về hát thì gớm không? Trời đâu có, sớm em bà nội em là già nhất. Bà nội em chưa chết, ai dám chết trước. Ê mà dạ. Con ơi, làm như nó sắp chết rồi đó. Bởi vì thấy nó bắt đầu nó bắt chuồn chuồn rồi kìa. Dạ để con. Gắn vô là nó nói được luôn đó, gắn vô. Rồi nói nè. Nè nè, gắn nói nè. Nè nè, gắn nói nè. Gắn vô rồi má. Cho vừa lòng mày. Mày nghĩ mày đứng sau lưng mày tháo mít là tao không nói được hả? Nói được hết chứ mày. Trời. Mày nhìn đi, hôm nay tao bận áo hình trái gì? Trái me. Trái thơm. Hả? Tao có 100 con mắt tao nhìn được hết chứ mày. Liêu. Xe ra
con mày. Dạ. Ai thuê ai mướn ai cho phép mà hát hay dữ vậy? Trời, con tin là nó khen con luôn đó. Ê, khen làm gì nhăn thịt cháo tôi vậy? Ờ, trời đất ơi, ủa ai mà như Annabelle vậy? Bà nội tôi đó trời. Ủa nội, trời ơi, nội dễ thương quá nội. Thích đến son phải không? Cái son màu mới nữa. Cho em cây nữa. Mày về nhà tự mua đi mày. Dạ. Nè. Dạ. Biết hát phải không? Dạ, em hát được. Em thích chú tay chú ta. Anh mang chú cho em nha. Bán nào nó nát nè. Bình 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 nát nè. Anh lấy chú giết học luôn đi ra. Điên vậy đó. Trời đất ơi. Nè. Dạ. Biết nhảy phải không? Dạ em biết. Em nhảy được. Ô ba cắn năm sai. Ốp. 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 Vô quán ba nhảy lò cò trong đó đi ba. Nè, dạ. Nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Em có tố chất luôn, quá chất em đầy tố. Dạ, anh chắc làm đầy mặt anh đó. Tôi nói nguyên cái chợ Kim Biên, quá chất giữa đồng Sài Gòn là anh đó. Nghiệp quá nặng. Trời ơi, cái gì vậy, người ta đang nói chuyện mà lanh lanh cái miệng anh hả? À. Nè, anh nhảy vô đây anh ngồi luôn đi. Khui ra chia cho mang nhục. Dạ. Nè, nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Đi qua bên đoàn anh thử giọng đi. Làm dạ. Được, lương cao lắm đó. Lương cao lắm hả anh? Ừ, nhớ nhà, nhớ qua thử giọng nghe, trời dễ thương quá. Cho em thử giọng với. Ủa đi đâu vậy? Đi luôn á. Em sắp nổi tiếng rồi, nhất định sẽ nổi tiếng. Ô ba cắn năm sai, vô. Con ơi con ơi con ơi. Cơ hội tới này kìa con ơi. Cơ hội tới vậy? Cái gì với Annabelle vậy trời? Nó cho người cái son. Trời ơi, giờ, nội nội, nãy người ta nói là đi tuyển gì đó. Ờ, đi tuyển làm ca sĩ đi con, mày đi đi con, đi đi. Thôi con vậy sao mà đi? Sao không được? Thôi, con nghĩ kỹ rồi, con không làm ca sĩ đâu. Con mà làm ca sĩ lỡ con nổi tiếng rồi ai nhà lo cho nội đúng không? Tụi tao lo. Ai mà ghen quá vậy? Ba hai ba hai ba hai ba hai. Phanh của nội, phanh của nội. Ba hai ba hai ba hai. Ê, sao kêu tên tôi chiều mến vậy? Đòi nợ. Đòi nợ. Đòi nợ. Gì vậy? Đòi nợ. Ai thiếu nợ mà đòi? Ba nội mày. Ủa nội nó thiếu tiền người ta hả? Ừ. Bao nhiêu lận? 10 triệu. Trời ơi, có 10 triệu thôi mà làm gì quá vậy? Có tiền trả không? Dạ không. Không có tiền trả mà hả? Anh hùng vậy đó hả? Đi tụi bay, dạ. Phá nhà. Dạ. Ê, đừng mà. Dạ. Ê, đừng làm gì phá vậy? Nhà thôi mà. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đừng phá nhà. Đừng mà, trời, tôi đang nỉ mấy người. Ở đây không phải là nhà của tôi đâu. Ủa, không phải nhà hả? Dừng lại, dừng lại. Bây giờ sao? Bây giờ có tiền trả cho tôi không? Con ơi, chết, dạ. Con không có được con ơi. Bây giờ mày phải qua bên kia mày thử mày làm ca sĩ mày hát đi con. Chứ nó không, cái đám này nó xiết đồ, xiết nhà. Nó bắt đi nội đó, nó bắt nội đó. À, thì ra là có cách phải không? Có cách thì phải đi hát. Phải đi hát kiếm tiền trả tiền cho tao. Còn không hả, là tao bắt bà nội mày đi. Tụi bay, dạ. Cuốn bà đi. Dạ. Ê, cái gì vậy? Nè, đừng mà, đừng mà. Ê, à, đi đâu vậy? Ê, đi đâu vậy? Trời ơi. Bà ra đi, đi bà nội tôi. One, two, three. Anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua rất hài. Bề ngoài to con, hơi đẹp trai, bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy đi thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dương Lâm diễn hài, chạy chạy trời ơi, trời ơi. Diễn hài vui quá. Anh Dương Lâm diễn hài duyên dáng mà sao mọi người chạy hết rồi. Ơi, duyên bà nội tao chứ duyên. Ai sanh ai đẻ mà hát không hay diễn không duyên vậy? Trời đất ơi, đi về. Được rồi, một ngày em mà nổi tiếng em sẽ trả thù. Em kinh kẹt. Trời đất ơi. Ôi. Mời thí sinh tiếp theo. Mày nữa hả? Không, em là con khác. Mày là ai? Anh Dương Lâm Vĩnh Long đã chinh phục ước mơ. Mày về Vĩnh Long mày hát đi. Anh Dương Lâm Trà Vinh đã... Đi về. Anh Dương Lâm Sức Bài Sóc Trăng đã chinh phục. Mày đạt rồi đó trời. Trời đất ơi, có bài hát nó hát 10 lần như một. Chỉ thay đổi địa điểm nè. Trời ơi. Thằng này 18 lần rồi, từ sáng tới giờ thiên biến dạng quá. Không chừng bây giờ nó vô đội bộ tóc bạc nha. Nó kêu nội nè con. Nội nè con. Mày nữa hả? Trời đất. Ờ, nhưng mà bây giờ có đầu tư nhiều hơn được rồi đó. Cái gì? Bà nội nè. Nội nào? Trời ơi, bà nội Annabelle, Annabelle. Nội Annabelle. Ừ, nãy mày cho cái son nhớ không? Nhớ, nhớ rồi, vô đây hát thôi. Không có phải, không có phải con ơi. Gì vậy? Không có phải nội hát đâu con ơi. Vô, vô, vô. Vô hát mày hay. Vô hát. Vô, nội, nội có sao không? Bắt bà hai qua đây. Dạ. Con ơi, con ơi. Nè, mày mà không hát
nội mày tao nấu cao nhắc bả. Nè nè nói hát chưa? Chưa hát. Hát chưa? Hát đi. Con ơi, chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày, vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Trời ơi, rồi có sao hát rồi. Trời đã hay quá, hay quá. Nè bây giờ không tuyển chọn không cắt tới gì nữa hết. Em vào bên trong ký hợp đồng làm ca sĩ chính luôn. Đi theo anh. Dạ dạ em không có đi đâu anh. Giờ mình về nội ơi. Cái gì mà về con ơi, tại sao vậy con? Cơ hội tới với mày rồi, bây giờ tại sao mày đi về? Trời ơi, con không có làm ca sĩ được đâu nội. Được mà con làm được mà con. Mày làm được. Trời ơi, mày hát hay mà sao mày không hát? Trong khi đó tao hát như ma, mày vẫn xông pha làm single. Mày phải hát đi. Đâu phải là tao khùng tao điên mà tao từ bên cồn tao qua đây đâu. Thôi thôi thôi, với hai cái để con nói. Thôi. Tất cả là gì nội mày, dựng kịch bản ra mướn tụi tao qua đây đó. Thôi. Nếu mày không làm là thà mày phụ lòng bà nội mày rồi. Anh nói vậy là sao? Thằng Lâm nó nói đúng đó. Tao tức quá, bà hai qua đây để con nói. Tại vì giờ số tiền của dì á, để con làm từ từ con trả cho dì nha. Không có nợ nần gì hết. Dì là dì tám má thằng gián ép nè. Đó dì hai á là bà nội con á, nhờ dì qua đây giả bộ đòi nợ để làm động lực cho con đủ can đảm một bước lên sân khấu. Con làm như vậy là phụ lòng bà nội con rồi. Thôi mà, quá. Thôi mà hai ơi. Tức quá mà. Nội. Con tài năng, nhưng mà lúc nào con cũng mặc cảm, con tự ti về cái ngoại hình của mình. Nội muốn một lần, chỉ một lần thôi con gạt bỏ hết tất cả những cái điều đó. Con bước lên sân khấu, con thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà có lẽ nội đã sai rồi. Thôi, kể từ bây giờ nội không có bắt ép con làm một cái gì nữa hết á. Con muốn sao cũng được. Bà hai. Dì hai. Con có làm sao thì vẫn là cháu của nội. Bà hai. Dì hai ơi. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã vì tôi làm những cái chuyện này. Không có sao đâu. Tôi không có sao hết á. Mọi người đừng có nhìn tôi thương cảm gì hết. Nghe. Dì hai ơi. Tôi không sao thiệt mà. Không sao. Cảm ơn mọi người. Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày, vòng bánh xe từng ngày, như con nổi hơn. Nội ơi, con biết lỗi của con rồi. Nội đã lỗi cho con nha nội. Nội đừng có giận con nha. Nghe nội. Bức dài. Nội, mày có bà nội thật là tuyệt vời.
Trời ơi, mày có giọng hát mà, lo gì? Bây giờ tự ti về ngoại hình, chuyện đó đơn giản thôi. Nè, bây giờ anh nói em nghe. Anh nhận em vào đoàn. Cái gì? Anh nhận em vào đoàn? Ừ. Nhận một người mập như em vào đoàn? Ừ. Nội ơi, con người, con người ta nhận con kìa. Nội nè, tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ. Đừng có lo. Nè. Dạ. Có việc cho mày làm rồi đó. Việc gì? PT huấn luyện cho em nó đi. Yeah, đã có anh trong đời, em sợ chi gió lạnh mùa đông. Một tháng thôi em thành Mr. Sixpack. Theo anh. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn mọi người. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Và phép màu sẽ đến với những ai dám ước mơ, dám thực hiện bằng chính sức lực của mình. À, thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Ngày xưa tôi chỉ rao loa, ngày nay tôi vẫn rao loa như thường. Còn bộ ba quyền lực vẫn xấu như xưa. Còn nội sao con? Đã già hơn trước. Tất cả mọi người đều không thay đổi nhiều, duy chỉ có một người đã thay đổi hoàn toàn. Đó chính là nam ca sĩ Tấn Phát. Mọi người ơi, giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2, 3, Tấn Phát, Tấn Phát, Tấn Phát. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine over everything. Cảm ơn tiết mục của diễn của thí sinh Võ Tấn Phát. Cảm ơn cố vấn đạo diễn Diệp Tiên và cố vấn Huỳnh Lập. Cảm ơn diễn viên hỗ trợ nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, Dương Thanh Vàng, Hữu Đằng, Thường Bảo Châu, Tất Diệu Hoàng, Quỳnh Lý và vũ đoàn Việt Hải. Một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Tấn Phát ạ. Xin cảm ơn những nghệ sĩ rất nhiều ạ. Tấn Phát à, anh thấy em hôm nay như là một ngôi sao luôn. Quá đã. Dạ, xin mời những ý kiến đến từ nghệ sĩ Việt Hương ạ. Tôi trong lúc tôi xem thì tôi kiềm chế cảm xúc và tôi quay qua tôi thấy anh Hải, vì hai đứa tôi đã nắm tay nhau và hôm nay sẽ cố gắng kiểu như là kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mà cuối cùng thì anh Hải cũng đã rưng rưng nước mắt rồi. Dạ, Việt Hương nghĩ trước tiên lại một lần nữa tôi xin cảm ơn cái dàn nghệ sĩ hùng hậu đã hỗ trợ cho bạn. Từ đó tới giờ Việt Hương có biệt danh là ai đụng tới con thì Việt Hương sẽ chửi khủng khiếp như vậy. Và bây giờ hôm nay Hương đã đụng Đại Nghĩa, bà nội, và chửi quá, chửi hú hồn, chửi hơn Hương luôn rồi. Và hôm nay lại có Dương Thanh Vàng, Lê Dương Bảo Lâm, các bạn hỗ trợ cho bạn. Giống như là Tuấn Anh, tôi nghĩ là các bạn tập luyện rất nhiều mới có chữ khớp lời mà kể như hình thể, kể như Lâm, kể như hôm nay là bung xỏa cho em luôn. Cảm ơn cái dàn hỗ trợ cho bạn rất nhiều đó Phát. Nếu như mà hôm đêm nay em thành công, hôm nay chị rất bất ngờ, tại vì chị đi theo suốt với tụi em từ đầu tới bây giờ. Hôm nay em hát live rất là hay và mệt lắm, với cái bận đồ như vậy, nhảy tung tăng như vậy mà hát rất là tình cảm, cảm xúc đông đầy để đủ dẫn đến cái khúc mà ôm bà nội, thì em hát live rất là hay. Cảm ơn cả ekip để ủng hộ em và tiết mục của em hôm nay rất xuất sắc. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Việt Hương. Dạ, xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Đức Hải ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Tấn Phát, cảm ơn tất cả những người bạn đã trợ diễn cùng với Tấn Phát. Phải nói ngay từ đầu, tức là cái tình huống, cái dự kiến, cái gọi là cái giả thiết bạn đưa ra do cái thân hình béo mập ấy, nó làm cho cái cậu bé đấy không tự tin ấy, thì cái giả thiết đấy cũng chưa phải là một giả thiết nó mang tính thuyết phục được đâu.
Bởi vì nó còn có rất nhiều cái lý do khác để mà người ta có thể vào nghề hoặc không vào nghề. Chứ bạn thấy trong thực tế trong nghề của chúng mình có những người rất là to, rất là mập, nhưng người ta vẫn làm nghề mà. Cái đó nó chưa phải là một cái gì ghê gớm lắm để mà làm cho cậu bé bị thiếu tự tin. À, nhưng mà thôi, ta bỏ qua chuyện đó, cái đó không quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ là bạn cũng đưa ra được cái thông điệp rất là rõ ràng, rất là hay. Và cái tiết mục của bạn đã thỏa mãn được phần nghe, phần nhìn của khán giả. Bên cạnh đấy là bạn diễn xuất rất là giỏi đấy. Bạn được thể hiện được nhiều cái sắc màu khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau. Đấy là rất là chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy thì cái tiết mục của bạn có rất nhiều cơ hội để cho các nghệ sĩ khác nổi loạn. Thí dụ như Đại Nghĩa thì hôm nay thì tôi thật sự tôi cười từ đầu đến cuối với Đại Nghĩa. Hoặc là Bảo Lâm nữa, điên khùng một cách như là ngoài sự tưởng tượng. Và kể cả chị Phượng một tí thôi cũng rất là hay. Em xin thêm chút xíu này nữa, một cái khen nữa là tiếng nói sân khấu em quá tốt Phát. Tiếng nói sân khấu rất chuẩn, rất tốt. Đúng rồi. Cái phần kết thì rất là ấn tượng. Tuy nhiên phần kết hơi bị thừa một chút xíu, một tí tí thôi. Nó chỉ dừng lại ở cái chỗ mà hai bà cháu gục vào vai nhau và cậu MC dẫn lời kết xoay ra, đó là đã thành danh, là một nghệ sĩ nổi tiếng, thì một ngôi sao. Ngắn gọn mà thì nó sẽ sắc nét hơn. Túm lại là một cái tiết mục đã thuyết phục được tôi, và tôi nghĩ rằng quý vị khán giả ở đây cũng sẽ rất là ủng hộ bà Tân Phát, có đúng thế không ạ? Và một lần nữa xin chúc mừng bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ hai vị ban giám khảo.